bạn đang nghe truyện từ Tiên Hiệp Audio, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Vĩnh Sinh, tập 35 Xem ra ta nhất định phải liều mạng rồi. Nếu không hôm nay khó tránh khỏi độc thủ. Hai nữ nhân biến thái này hãy chờ đó, sau này tu vi ta tiến thêm một bước nữa sẽ bắt các ngươi lại, hàng phục rồi luyện chế thành pháp bảo, vĩnh viễn không được siêu sinh. Phương Hàng thầm mắng trong đầu, có nhiều lần pháp lực của hắn đã gần như tan rã, nếu như không có cây thế giới chèo chống thì kim đan đã sớm bị đánh cho vỡ tan rồi. Kim đan của hắn tuy cường đại, có 99 loại thần thông nhưng mảnh hổ nan địch quần hồ, huống chi hai nàng mỗi người đều có lực lượng ngang ngửa với hắn. Nhất là nữ tử mù phạm thanh ảnh, thực lực còn ở trên cả hắn, thanh bảo kiếm vô danh ở trong tay nàng cứ mỗi lần vung lên là lại phát ra vô tận đại hỗn độn lôi pháp, loại công kích này thật sự là khủng bố, không thua gì mạc nhật thiên tai, có thể đem hết thảy vật chất đều nổ thành hỗn độn nguyên khí. Ngũ đế hoa cái của thần thông ngũ đế đại ma cũng chống đỡ rất gian nan mà yên thủy nhất thì vận dụng tố nữ vạn tiên kiếm trận vây khốn hắn, Thương Hải thần châu trấn áp trận đồ, khiến cho hắn có làm thế nào cũng không thể phá trận thoát đi được. Hoàng Vũ phù đã được thiêu đốt, ngăn cản không cho hắn dùng linh phù ngũ hành địa để bỏ chạy. Càng lợi hại hơn chính là yên thủy nhất còn thỉnh thoảng xuất ra bổn mạng thiên địa pháp tướng, thiên tai nguyên thần trực tiếp áp bách, lực lượng của mạc nhật thiên tai làm cho phương hàng sống không bằng chết. Thiên tai nguyên thần, thương hải thần châu phối hợp, bổn mạng nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai luân phiên sử dụng, từng đợt, từng đợt, không chút ngơi nghỉ, tựa như sóng biển đánh sâu vào đá ngầm, một ngày nào đó đá ngầm sẽ bị đánh cho nát bấy. Ba lại một đạo đại hỗn độn lôi pháp đánh mạnh lên đỉnh đầu của Phương Hàn, ngũ đế hoa cái rung động kịch liệt. Bàn tay của Phạm Thanh ảnh tiêu sái huy vũ thanh kiếm, ngàn vạn bóng kiếm hiện ra, mạnh mẽ đánh lên đỉnh bảo tháp bát bộ phù đồ. Kiếm khí sắc bén thẩm thấu vào bên trong bảo tháp, phân biệt đánh lên tám kiện bảo khí, đồng thời trên mỗi mũi kiếm đều sinh ra một lực hút mạnh mẽ, tự hồ muốn thu lấy bảo tháp. Nàng đã nhìn ra tòa bảo tháp rất là thần diệu, nhưng còn chưa có phải là đạo khí, chưa sinh ra được nguyên linh, huyết Phật ở bên trong còn chưa ngưng tụ thành hình, nếu như công phá được cấm chế bên trong thì có thể đoạt lấy, thu làm của mình. Phương Hằng thấy tình cảnh này thì bị dọa cho nhảy dựng lên, bất chấp kim đan của mình đang bị công kích, mà đao huyết thương không xoay tròn ở trên đầu ngón tay, biến thành ngàn vạn đạo đao mang màu máu, đao mang đang xen với nhau, mạnh mẽ va chạm với kiếm khí của Phạm Thanh Ảnh, giúp cho bác bộ phù đồ tránh khỏi bị kiếm khí của đối phương phá hư, cướp đi. Huyết sắc đao mang, hỗn độn kiếm khí va chạm với nhau thì đao mang lập tức bị kiếm khí đánh cho tan rã. Toàn thân huyết dạ chi vương chấn động, thiếu chút nữa bị đánh cho tan vỡ, kiếm khí thật là lợi hại. Ngươi bây giờ vẫn còn là hạ phẩm đạo khí, hơn nữa mới luyện chế thành có hơn một năm, căn bản không có khả năng chống lại loại đạo khí này cũng không biết thanh bảo kiếm trong tay nàng ta rốt cuộc có phẩm vị nào, lại có thể phát ra đại hỗn độn thần lôi. Hiện tại chỉ có thể đem máu của ngươi dung hợp vào bác bộ phù đồ. Mượn lực lượng của ngươi khiến cho bác bộ phù đồ thuế biến, ngươi chính là bác bộ phù đồ, bác bộ phù đồ chính là ngươi. Kiếm khí của Phạm Thanh ảnh phá vỡ huyết sắc đao mang, Phương Hàng liên tiếp lui lại phía sau, nhưng mà trong nháy mắt đó, một ngón tay của hắn đột nhiên điểm vào ma đao huyết thương khung lập tức thanh ma đao này biến thành trăm ngàn phù lục đỏ như máu, tiến nhập vào trong tầng cao nhất của bác bộ phù đồ, dung nhập vào trong thân thể của huyết Phật. Phương Hàng không chút nghĩ ngợi nói, huyết dạ vương. Hôm nay ngươi lập tâm thành Phật trở thành nam mô phổ độ huyết quan Phật. Hóa thân của huyết dạ vương vừa hóa thành huyết sắc phù lục tiến vào trong thân thể đại Phật thì oanh long. Đại Phật liền ngưng tụ thành hình thể, thân thể lớn ra, huyết Phật phát ra quan mang màu máu, chiếu rọi xung quanh, hiện ra một vẻ thần thánh, quỷ bí. Mặt của Đại Phật cũng hiện ra bộ dáng của huyết dạ vương. Đương nhiên, bộ dáng của huyết dạ vương chính là bộ dáng của Phương Hàn. Đây là Phương hàng lợi dụng lực lượng của huyết giả dạ vương thôn vệ huyết Phật, khiến cho ma đao huyết thương khung và bác bộ phù đồ dung hợp làm một, quy lực tăng lên rất nhiều. Vốn ngọn núi huyết long tinh dùng để tăng cường lực lượng cho ma đao huyết thương khung, nhưng mà sau khi Phương Hàng luyện thành kim đan thì nghĩ đến chuyện tế luyện chí bảo của Thiên Long, bắc bộ phù độ, lại gia trì thêm linh phù ngũ hành địa làm cho nó thuế biến ra một pháp bảo kỳ lạ, không ai biết là gì. Đối với pháp bảo này, hắn cũng không nắm chắc được chút nào, không bị hắn khống chế hoàn toàn, vốn không muốn lãng phí quá nhiều tài nguyên, thời gian cho nó, vạn nhất hắn bỏ bao nhiêu gian khổ để tế luyện xong bảo bối đột nhiên bay đi mất thì sẽ tức muốn chết. Nhưng hôm nay thật sự đã quá nguy hiểm, hắn cũng không thể lo lắng nhiều như vậy, chỉ có thể dung hợp huyết dạ vương và huyết Phật làm một, hồng tăng cường lực lượng thoát ra. Ông. Huyết Phật cùng với huyết dạ vương dung hợp lại, khí huyết cường đại lưu chuyển, bên trong linh phù ngũ hành địa lấp lóe quang mang, lập tức trên bát bộ phù đồ xuất hiện một tôn huyết Phật, huyết Phật phát ra quang mang màu máu sáng chói, trên người mặc một kiện áo cà sa, là do quang hoa của linh phù ngũ hành địa hóa thành trên áo có sáu chữ chân ngôn, cúng ma ní bá mễ hống, không ngừng lưu động, huyết phật ngồi ngay ngắn trên đỉnh tháp, tay co lại thành trảo, chọc ra, hóa thành một bàn tay lớn đỏ. Như máu, trực tiếp chọc về phía thân thể của Phạm Thanh Ảnh, đánh cho đại hỗn độn lôi pháp của nàng bị tan vỡ. Cơ hội tốt. Phương Hàng thấy cơ hội khó gặp liền mở miệng ra, pháp lực cùng nguyên khí tiên giới điên cùng lao ra, rót vào trong kim đan của bản thân kim đang lại áp súc lại một lần nữa phát ra quan hoa sáng chói trung động mãnh liệt thu nhỏ lại trăm ngàn lần sau đó lại bành trướng ra đánh cho thiên tai nguyên thần của yên thủy nhất nổ tan sau đó đại thông vệ thuật lại được sử dụng hút hết tất cả mọi thứ xung quanh nại hà kiều xuất hiện a tì môn lại mở ra long xà nhảy múa cùng loạn đánh sâu vào trong kiếm trận đánh mạnh ra tới vùng biên của đại trận muốn thoát ra ngoài nhưng vừa mới tới biên của đại trận thì hắn thấy bên ngoài có rất nhiều cây cột lớn, chắn ở bốn phía, phong tỏa không gian, đừng nói là độn ra ngoài, cho dù cường hoành bay ra cũng vô cùng khó khăn. Đây là lực lượng của Hoàng Vũ Phù mà Thái Hoàng Thiên luyện chế. Linh Phù ngũ hành địa còn bị phong tỏa chứ đừng nói chi là hắn. Lần này thảm rồi. Phương Hàng thấy một màn này thầm hô không may. Đây chính là đại kiếp lớn nhất trong cuộc đời hắn. Phương Hàng ngươi trốn không thoát đâu. Trừ khi ngươi có thể chi trì được nửa canh giờ, chờ lực lượng của Hoàng Vũ Phù tiêu tán thì ngươi mới có thể xông ra ngoài được. Đáng tiếc là hiện tại ngươi không có khả năng duy trì được nửa canh giờ. Kiện pháp bảo kia của ngươi gọi là bác bộ phù đồ đúng không? Là thứ ngươi cướp được ở bàn Long Tinh. Ngươi lại dung hợp với linh phù ngũ hành địa, mở ra được không gian bên trong, thậm chí còn dung hợp huyết dạ vương vào trong nó, hòa thành một pháp bảo không phải bảo khí cũng không phải là đạo khí, quy lực tuy rất cường đại nhưng thủy chung vẫn chỉ là đồ chấp vá. Trừ khi ngươi tu luyện tới trường sinh bí cảnh mới có thể dung hợp hết tất cả làm một, thuế biến thành đạo khí, hiện tại ngươi tuyệt đối không thể. Yên thủy nhất lại một lần nữa khôi phục được lực lượng, thiên tai nguyên thần ngưng tụ, trận đồ xoay tròn, mạnh mẽ áp chế phương hàng. Mà Phạm Thanh Ảnh vẫn như trước, không phát ra một tiếng nào, chỉ là đầu tóc đen bóng vẫn phất phơ, những sợi tóc đó phát ra những tia quan khí màu xanh, sau đó dần ngưng kết lại thành lôi cầu, hình dáng như một quả tim. Lôi cầu hình quả tim này nhảy lên liên tục, trông giống hệt một quả tim sống. Tâm lôi chính pháp Phương Hàng nhìn thấy một màn này thì bị dọa cho nhảy dựng lên. Hắn đối với lôi pháp trong thiên địa này cũng biết khá tin tường, bởi vì từng đàm luận đạo thuật với Phương Thanh Tuyết. Trong thiên địa, sấm sét hung mạnh nhất có hư không thần lôi, đại hỗn độn lôi pháp, tâm lôi chính pháp. Trong đó hư không thần lôi xuất hiện khi cường giả trường sinh bí cảnh phá mở cánh cửa tiên giới, thần lôi từ tiên giới hạ xuống phàm trần, biến tất cả mọi thứ thành hư không. Dưới lực lượng của nó, cho dù là cao thủ như phong bạch vũ cũng thân tử, đạo tiêu. Mà đại hỗn độn lôi pháp là của thần tộc thời viễn cổ dùng để mở ra không gian hư vô, lôi pháp để mở ra thiên địa còn tâm lôi chính pháp là đạo thuật của tiên gia, là vô thượng thần thông. Tùy tâm mà động, nổ ra khắp bốn phương, sinh sinh không dứt. Một khi bị tâm lôi vây khốn muốn thoát thân thì khó càng thêm khó. Oanh! Phương Hàng bị vây khốn ở trung tâm những tia chằng chịt của tâm lôi, sau đó chúng đồng loạt nổ ảnh, đánh nát toàn bộ nguyên khí quanh người Phương Hàng, trên kim đang xuất hiện những vết nứt. Phốt! Phương Hàng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi không có cách nào cho dù viên kim đan này là lễ vật mừng thọ linh lung tiên tôn nhưng bắt buộc phải phát nổ nó chỉ có kim đan tự bạo thì mới có thể cho ta một con đường sống có điều còn phải cố gắng chịu đựng qua nửa canh giờ nữa chờ lực lượng của hoàng vũ phù tán đi thì mới có thể phá nổ kim đan thoát thân phương hàn thầm tính trong đầu âm thầm nảy sinh ra một ý nghĩ ác độc nội tâm suy tính nghĩ ra đủ loại độc kế đây là các ngươi muốn chết các ngươi không nên ép ta, các ngươi bức ta đến đường cùng thì lão tử bằng bất cứ giá nào cũng đồng quy vu tận cùng các ngươi. Các ngươi thật sự cho rằng ta không dám tự bạo kim đan sao? Kim đan có 90 loại thần thông, trong đó còn ẩn chứa thần thông ngũ đế đại ma, có lực lượng kinh khủng đến thế nào thì các ngươi cũng nên biết. Phương Hàng một mặt mưu tính âm mưu, quỷ kế, một mặt hét lớn. Quả nhiên tiếng hét này làm cho yên thủy nhất, phạm thanh ảnh thoáng dừng lại một chút. Nếu như Phương Hàng tự bảo Kim Đan thì dù cho các nàng có lợi hại đến mức nào cũng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Kim Đan ẩn chứa 90 loại thần thông tự bạo, uy lực cường đại đến mức nào. Chỉ sợ là còn vượt qua cả cao thủ trường sinh bí cảnh tự bạo. Phương Hàng trước khi chết hoàn toàn có thể kéo các nàng theo bồi tán. Hừ. Ta có thương hải thần châu, trong phút chốc khi ngươi tự bạo thì ta có thể tiến vào trong thương hải thần châu. Ngươi nhiều lá là có thể đánh nát thương hải thần châu, ta chỉ phải tốn công luyện chế lại một lần nữa là được. Thanh âm phiêu đảng của yên thủy nhất vang lê, người khác sợ kim đang tự bạo, chứ người có đạo khí thì lại không sợ. Khi nàng vừa nói chữ không sợ thì không gian đột nhiên xuất hiện dị biến. Hống. Một cổ lực lượng áp bách phủ xuống, từ bên ngoài truyền vào, lập tức không gian bắt đầu trở nên hỗn loạn, đại trận tan vỡ, Phương Hàng còn nhìn thấy được những cây cột ở bên ngoài cũng bị đánh cho vỡ tan. Hoàng Vũ Phù bị phá vỡ. Đây là lực lượng bậc nào? Cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời. Không ngờ các ngươi lại chẳng giết người mang thọ lễ đến cho ta. Thái Hoàng Thiên lại đi tính kế với một tiểu bối, thật là quá mất thân phận. Thanh âm uy nghiêm từ bên ngoài truyền vào. Linh lung thiên tôn. Toàn thân yên thủy nhất chấn động, bộ dáng giống hệt như chuột thấy mèo trong ánh mắt khiếp sợ của yên thủy nhất từ trong hư không một lực lượng vô hình xé rách không gian một mỹ thiếu niên từ bên trong đi ra mỹ thiếu niên này thân mặc cẩm y nhìn kỹ có thể thấy rõ là nữ cải nam trang nhưng mà lại có một cổ khí tức tự nhiên thoải mái nam tử tuấn mỹ phong lưu ngọc thụ lâm phong tiêu diêu tự tại mỹ thiếu niên này đi tới nhìn thấy Phương Hàng thì mỉm cười nhẹ nhàng. Đây là linh lung tiên tôn danh chấn tiên đạo, ma đạo sao? Người mà ngay cả thái nhất môn cũng không làm gì được, tự mình khai tông lập phái, mở ra linh lung phúc địa. Linh lung tiên tôn. Phương Hàng cơ hồ không tin vào hai mắt mình, nhìn Mỹ thiếu niên do nữ cải nam trang đang dần đi tới kia, người là trưởng giáo chí tôn của một trong mười đại môn phái tiên đạo, người này cùng với hình tượng linh lung tiên tôn trong đầu hắn quả thực là khác biệt một trời một vực. Trong tưởng tượng của hắn, vị trưởng giáo tiên tôn này là một người ở cao cao tại thượng, cúi đầu nhìn xuống chúng sinh. Nhưng mà Mỹ thiếu niên phiêu phù ở trước mặt, người phá tan được hoàng vũ phù, đánh nát lăng ba vạn tiên tố nữ kiếm trận, nếu như không phải linh lung tiên tôn, thì ai có thể chỉ cần giơ tay nhất chân mà sinh ra lực lượng lớn như vậy. Không cần phải sợ, chỉ là một hóa thần của Linh Lung Tiên Tôn mà thôi. Chân thân của Linh Lung Tiên Tôn vẫn đang ở ngoại vực tinh không làm khách của tổ mã giáo, căn bản không thể về được. Vừa rồi hóa thân của nàng phá vỡ Hoàng Vũ Phù cũng đã tiêu hao không ít lực lượng, chúng ta cũng không cần phải sợ nàng. Yên Thủy Nhất lập tức nhìn ra được điểm mấu chốt, tự hồ vừa rồi bị người ta dọa làm cho sợ nên không thấy rõ được. Sau khi khiếp sợ qua đi, tinh thần trấn định lại, thiên tai nguyên thần cũng ổn định lại, lao về phía hóa thân của linh lung tiên tôn, động thủ. Thiên tai nguyên thần hóa thành không cùng kiếp vân, bên trong truyền ra tiếng núi lửa phun trào, đại địa tan vỡ, có thể đã thương cả cao thủ trường sinh bí cảnh. Mạc Nhật thiên tai là vô thượng thần thông của Thái Nhất Môn, cần phải có 12 đại cao thủ kim đan cảnh liên thủ mới có thể thi triển được, vô số ma vương tự bạo vẫn không thể làm gì được nó là có thể hiểu được uy lực của nó to lớn đến mức nào thân hình phạm thanh ảnh cũng lập lòa, mũi kiếm vung lên bắn ra đại hỗn độn lôi pháp, tâm lôi chính pháp do tóc nàng phát ra vây khốn lấy phương hàng, đồng thời từ vòng sáng đằng sau đầu nàng xuất hiện một thiên địa pháp tướng cường đại, quỷ mị quấn chặt lấy phương hàng, không cho hắn đào tẩu. Lúc này nàng mới xuất ra toàn lực, không bảo lưu lại một chút nào. Thực lực của nàng còn trên cả phương hàng. Nếu toàn lực thi triển ra thì Phương Hàng muốn thoát thân cũng phải dùng hết toàn bộ vốn liếng của mình. Yên thủy nhất, ngươi bất quá cũng chỉ là nguyên linh của thủy thần, cho dù ngươi là thái cổ thủy thần chân chính cũng chỉ tương đương với cao thủ tầng thứ bảy, thứ tám trường sinh bí cảnh, sao có thể là đối thủ của ta được. Mặc dù đây chỉ là hóa thân nhưng cũng không phải là người mà ngươi có thể chống lại. Mỹ thiếu niên, hóa thân của linh lung tiên tôn thấy thiên tai nguyên thần đánh tới thì thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ, lập lòe, không gian xung quanh xuất hiện những vết nứt, Phong bạo từ bên trong mảnh liệt lao ra. Thiên tai nguyên thần với lực lượng mạnh mẽ đánh về phía người nàng, nhưng vô luận là như thế nào cũng không thể thương tổn được thân thể của nàng. Lúc này mỹ thiếu niên trông như một thần tượng vững chãi giữa thiên địa, dù cho nó trải qua trăm triệu năm vẫn bất động đứng đó, vĩnh viễn bất diệt, vạn kiếp bất ma. Linh lung đại la thiên. Yên thủy nhất chấn động toàn thân, Thương Hải thần châu xoay tròn, lăng ba vạn tiên tố nữ kiếm trận xuất ra áp chế linh lung tiên tôn. Đồng thời thượng phẩm đạo khí này bắn ra ngàn vạn tia nước, biến cả vùng không gian này thành một thế giới của nước, thương hải biến hóa, thủy lực tụ tập, vô cùng vô tận, phiên gian đảo hải. Linh lung, ngươi cũng là đệ tử của thái nhất môn ta. Ta không tin là lựa lượng của một hóa thân lại có thể chống lại toàn bộ lực lượng của ta có thêm thương hải thần châu hỗ trợ. Thái Hoàng Thiên cũng không làm khó dễ được ta, ngươi là cái thái gì mà cũng đòi tranh sáng với ta hóa thân của linh lung tiên tôn vẫn ung dung như trước gương mặt thoáng động trở nên uy nghiêm cẩm y bay phất phới không thấy có bất cứ động tác gì không gian quanh thân tự động biến ảo giống như một bàn cờ khổng lồ chính là thần thông linh lung đại la thiên toàn bộ những tia nước kia đều bị những khe nứt không gian hút đi hết nàng bước từng bước tới lực lượng tưởng như không có gì có thể ngăn cản được bước chân của nàng Thủy thần Hàn Lâm Thấy tình thế khẩn cấp, Yên Thủy nhất máy động tâm thần, cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một nguồn máu tươi bắn lên trên thương hải thần châu. Thương hải thần châu thoáng cái liền lớn ra gấp 10 lần, vô cùng vô tận lực lượng thủy nguyên tố trong trời đất tụ về, thậm chí thủy hoàng cương khí trong người phương hàng cũng bị hút đi, như muốn phá nát thân thể mà lao ra. Một nguồn máu tươi này của Yên Thủy nhất không phải tầm thường, bên trong ẩn chứa một giáp thọ mệnh của nàng, là nguyên khí khổ tu tích tụ được. Đây là một môn đại pháp tự hại bản thân, khi đối phó với phương hàng nàng không cần phải thi triển ra bởi vì không đáng. Nhưng bây giờ Linh Lung Tiên Tôn xuất hiện thì khác. Mặc dù chỉ là một hóa thân nhưng rất khó đối phó. Trong cửu thiên cương phong, lực lượng thủy nguyên tố không ngừng tề tựu lại, một phiến hải dương to lớn xuất hiện giữa không trung, một tôn thủy thần toàn thân xanh thẳm, tay cầm một cái xẻng, nửa trên là người, nửa dưới là rắn, cả người bao phủ một lớp lông dày, toàn thân màu xanh thẳm, cao lớn trăm trượng. Thân người chìm ngập trong mây, mở ra đôi mắt mờ mịt nhìn xuống. Đây là hình thể của thái cổ thủy thần. Thái cổ thủy thần thoáng ngưng tụ lại thành hình thì áp lực tăng lên gấp trăm lần. Phương Hàng kiệt lực vận chuyển thần thông ngũ đế đại ma mới có thể bình ổn lại được thủy hoàng cương khí trong người đây không phải là vì phẩm chất của thủy hoàng cương khí thấp kém mà là vì tu vi của hắn yếu nhược cảnh giới thấp vô luận là lực lượng lớn cỡ nào nhưng thủy chung cảnh giới vẫn chỉ là kim đan cảnh cái gì gọi là đại la vĩnh hằng tồn tại giữ không gian đại giang chính là đại la thế nào gọi là kim tiên kim tính bất hủ vạn tính bất ma thủy thần ngưng kết áp lực to lớn hải dương xuất hiện giữa không trung cũng không làm cho hóa thân của linh lung tiên tôn sợ hải chút nào vẫn chậm rãi bước về phía trước vô luận là thủy lôi hung mảnh tới mức nào đều không có chút tác dụng gì đối với nàng tự hồ nàng đang ở một không gian song song khác trong khi nàng chậm rãi bước đi khi nàng bước đi tới thì nước ở nơi đó liền tán đi không gian dưới chân nàng áp suất lại thế giới trước mặt nàng thu nhỏ lại cả thời gian không gian đều do nàng nắm giữ cả thiên địa đều chịu sự chi phối của nàng nàng chính là chúa tể của không gian và thời gian thậm chí trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một nguyên điểm thần bí trong nguyên điểm đó loáng thoáng xuất hiện một cánh cửa lớn chỉ cần đẩy cửa một cái là có thể tiến vào tiên giới hoa lạp cánh cửa đột nhiên chấn động một chút vô cùng vô tận nguyên khí tiên giới từ cánh cửa đổ xuống đánh mạnh lên đầu thủy thần thủy thần cao lớn trăm trượng bỗng chốc bị đánh nát hình thể thủy thần mà yên thủy nhất hao phí 60 năm thọ mệnh để ngưng kết ra lại bị đánh tan một cách rất đơn giản. Linh lung tiên tôn cường đại tới mức nào? Không thể nào tưởng tượng hết được. Yên thủy nhất quýnh lên, vội vàng lui về sau. Muốn chạy đi nhưng đã muộn. Linh lung tiên tôn giơ ngón tay lên, xung quanh yên thủy nhất bỗng nhiên xuất hiện một vòng vây, là một bàn cờ thật lớn, những đường nét của bàn cờ chính là những vết nứt không gian, bao trùm lấy yên thủy nhất. Phốt. Tất cả lực lượng thủy nguyên tố của Yên Thủy Nhất bị đánh tan, Yên Thủy Nhất lại phun ra một ngụm tiên huyết. Tán. Linh Lung Tiên Tôn lại búng ngón tay ra, lập tức Thương Hải Thần Châu bị bàn cờ bao vây, lực lượng thời không cắt qua, đánh cho Thần Châu này bay loạn lên, Thủy Vân bên trong kích động, bị tổn thương nghiêm trọng. Suy. Phạm Thanh Ảnh thấy tình thế không ổn thì liền buông tha cho Phương Hàng, Đại Hỗn Độn Lôi Pháp từ bốn phương tám hướng đánh về phía Linh Lung Tiên Tôn, uy lực so với khi công kích phương hàng lớn hơn rất nhiều, thậm chí khiến cho bàn cờ mà thần thông Linh Lung Đại La Thiên Ngưng tụ thành rung động kịch liệt. Hỗn Độn Lôi Pháp, ngươi còn chưa luyện được thêm một tầng nữa, chưa mở ra được thời không, không cách nào khiến cho vạn vật hóa thành hỗn độn. Ta sẽ dạy cho ngươi hai chiêu, để ngươi biết thế nào mới là chân chính Hỗn Độn Lôi Pháp. Linh Lung Tiên Tôn lại giơ một ngón tay lên, lập tức từ trong hư không xuất hiện 10 vạn hỗn độn lôi cầu, đánh ngược lại về phía Phạm Thanh Ảnh, trực tiếp đánh tan lôi pháp của nàng, quanh kích lên thân thể của nàng. Thân thể Phạm Thanh Ảnh rung lên, thanh kiếm trong tay lại huy vũ, bảo bọc lấy thân thể, nhưng vẫn không có tác dụng gì, bị trực tiếp banh phá, người bay ra ngoài, từ hai mắt mù lòa chảy ra hai hàng máu tươi. Linh lung đại la, tỉnh hằng trấn áp. Linh Lung Tiên Tôn đánh tan pháp thuật của Phạm Thanh Ảnh xong thì vung tay lên, trấn áp Yên Thủy Nhất, đồng thời vung tay lên, chọc lấy Thương Hải Thần Châu. Phá! Lăng ba vạn tiên tố nữ trận cũng bị Linh Lung Tiên Tôn tiện tay cho lôi điện oanh kích, mấy vạn thanh bảo kiếm bay loạn cả lên. Đạo khí bích huyết nhu thủy kiếm cũng bị đánh cho lộ ra bản thể. Nữ tử mang lục y dáng vẻ bấn loạn, vội vàng hấp tấp. Cơ hội tốt. Phương Hàng rốt cuộc đã thoát khốn, hai tay nắm lại, bác bộ phù đồ bay ra ngoài, huyết Phật ở bên trong mở ra, chọc lấy thanh phi kiếm. Phong ma tổn thọ. Yên thủy nhất thấy một màn này thì liền lấy ra một viên đan dược, nuốt xuống, pháp lực lại tăng vọt lên. Thương hải thần châu lại một lần nữa bị dẫn động, bành trướng đến cực hạn, thoáng cái nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo phù chú, mỗi một đạo phù chú biển ảo như long xà, toàn bộ thu vào trong thân thể. Thiên địa thủy độn lúc này nàng không chút do dự bỏ chạy. Linh lung tiên tôn lại nhấc tay lên, một cổ lực lượng khổng lồ oanh kích vào hư không. Băng. Yên thủy nhất bị lực lượng chấn động đánh lên người, lại phun ra một nguồn máu tươi nhưng thân người vẫn không dừng lại, tốc độ tăng lên nhanh gấp trăm ngàn lần so với dùng huyết độn. Thân hình phạm thanh ảnh cũng chớp nhóa, còn nhanh hơn cả yên thủy nhất, trong khoảng thời gian ngắn, sát khí trong không gian toàn bộ tiêu tán, thủy vân bị gió mạnh thổi đi tiêu biến hết hiện tại mấy vạn thanh phi kiếm cùng trận đồ cũng muốn tự động bay đi nhưng mà linh lung tiên tôn đâu có để chuyện đó xảy ra nàng vẫy tay một cái bàn cờ do linh lung đại la thiên hình thành phủ xuống bao trùm lấy tất cả phi kiếm vây hãm cả trận đồ trong đó sau một hồi lưu chuyển tất cả phi kiếm đều dung nhập vào trong trận đồ nháy mắt đã bị luyện hóa linh lung tiên tôn tiên phúc vĩnh hưởng thọ giữ thiên tề thiên thu vạn đại, tuyên cổ bất hủ. Phương Hằng thấy Linh Lung Tiên Tôn ra tay đánh bại hai đại cao thủ thật nhẹ nhàng vô cùng thì trong tâm rung động đến cực điểm, cố lấy lại bình tĩnh tiến lên phía trước bắt đầu vuốt môn ngựa. Không cần đa lễ, đây không phải là chân thân của ta. Chân thân của ta đang ở xa cả nghìn ức dặm, ở sâu trong ngoại vực tinh không làm khách tổ mã giáo. Ta cảm ứng được ngương mang thọ lễ đến cho ta mà gặp nguy hiểm nên rút một sợi tóc, mang theo ngàn năm tu vi của ta xuyên qua thời không tới đây. Ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là một sợi tóc của ta. Ngàn năm tu vi đã sử dụng hết, giờ phải hiện ra nguyên hình thôi. Linh Lung Tiên Tôn khoát tay, thân thể bắt đầu trở nên mơ hồ, nguyên xi xi trên người trở nên mỏng manh, lộ ra một sợi tóc dài đen nhánh. Cái gì? Một sợi tóc mà lại có năng lực lớn như vậy? Thật quá kinh khủng. Phương Hàng thầm than trong lòng, hắn cho rằng Mỹ thiếu niên mặc hoa phục kia là một hóa thân của Linh Lung Thiên Tôn, không ngờ đó cũng chỉ là một sợi tóc của đối phương biến thành. Suy nghĩ một chút, Linh Lung Thiên Tôn hiện đang ở mấy ngàn ức dặm xa xôi trong tinh không, làm khách của tổ mã giáo gì đó, vậy mà lại cảm ứng được một chuyện nhỏ trong huyền hoàng đại thế giới, bước một cọng tóc, ngưng tụ ngàn năm tu vi, trực tiếp xuyên qua thời không trở về đánh cho cao thủ bài danh thứ nhất và thứ hai trong thần thông bí cảnh bại lui. Đây là thủ đoạn bậc nào? Không cách nào hình dung nổi. Ngay cả người vốn coi trời bằng vung như Phương Hàng cũng không thể nào tưởng tượng được. Hắn đã gặp qua không ít đại nhân vật nhưng chưa từng thấy ai lợi hại như Linh Lung Tiên Tôn, chỉ sợ viễn cổ ma tôn hay thần bí nhân đều vẫn kém hơn nàng một chút. Đương nhiên, những người này không phải bị phong ấn thì là bị nhốt Phương Hàng cũng không biết thực lực chân chính của họ rốt cuộc đến mức nào. Giờ khắc này Phương Hàng rốt cuộc hiểu vì cái gì mà Linh Lung Tiên Tôn lại có thể dùng lực lượng của mình mà chèo chống một đại môn phái, chống lại Thái Nhất Môn. 4.000 năm tu luyện tới trình độ này. Rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Diêm, ngươi kiến thức rộng rãi, nói thử xem Linh Lung Tiên Tôn rốt cuộc đã tu luyện đến mức nào rồi. Phương Hàng thầm nói trong tâm. Phốc phốc phốc, Diêm ở trong hoàng tuyền đồ toàn thân sơ sát, cũng bị trận chiến hù cho kinh sợ, thật là quá lợi hại, làm sao có thể tu luyện đến trình độ này được. Một sợi tóc với tu vi ngàn năm có thể đánh cho hai cường giả bại lui. Cái này đã tiếp cận với hoàng tuyền đại đế rồi, chẳng lẽ Linh Lung Tiên Tôn đã tu luyện tới tầng thứ 9, thứ 10 trường sinh bí cảnh rồi sao? Thật sự đã đạt tới vạn kiếp bất ma, thọ ngang trời đất rồi sao? Linh Lung Tiên Tôn mới sống được có 4.000 năm nhưng tu vi đến cảnh giới này, nguyên khí tiên giới hấp thu bình thường đã gấp cả nghìn lần cao thủ trường sinh bí cảnh khác. Cao thủ thiên hình trưởng lão tu luyện 1.000 ngày mới tương đương nguyên khí mà nàng thu được trong một ngày. Nàng nói là ngàn năm tu vi kỳ thật chỉ cần tu luyện trong vòng một năm là đủ rồi. Đối với nàng mà nói chẳng khác gì một sợi lông ở trên chính con trâu cả. Diêm vẫn còn chưa hết kinh sợ. Phương Hàng trông thấy động tác của Diêm thì cũng biết được là hắn cực kỳ sợ hãi, bình thường gặp những đại nhân vật khác hắn cũng không kích động đến như vậy. Hoàng Tuyền Đồ. Năm đó ta từng nghe qua đó là một trong những pháp bảo hàng đầu. Có điều đáng tiếc là không có dịp giao thủ cùng với Hoàng Tuyền Đồ. Năm đó ta tu vi còn thấp, mà Hoàng Tuyền Đại Đế chính là đệ nhất Ma Đế, phá mở cánh cửa tiên giới. Đáng tiếc, cũng chỉ có Ma Đế như vậy mới xứng đáng cùng ta giao thủ. Mà đế bây giờ, kể cả ứng tiên thiên thì tu vi cũng còn nông cạn, thật sự làm ta thất vọng. Có điều hiện tại từ trên người ngươi, ta lại thấy bóng dáng của hoàng tuyền đại đế. Hình bóng mơ hồ của linh lung tiên tôn tiếp tục nó. Đa tạ tiên tôn chỉ giáo. Phương Hàng đối với Mỹ thiếu niên mặc hoa phục này vẫn rất cung kính, không dám có nửa điểm giả dối, đây là sự cung kính vì lực lượng. Đối với tồn tại này, hắn luôn bảo trì sự khiêm cung. Dạy bảo. Linh lung tiên tôn nở nụ cười, ngươi giết tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, lặng lội ngàn dặm mang kim đan làm thọ lễ mừng ta, nếu để cho ngươi bị người ta hại trên đường đi thì ai còn dám dâng lễ vật như vậy cho ta. Có điều, yên thủy nhất, Phạm Thanh Ảnh thật là lợi hại, suýt chút nữa là ta không thể đánh lui được các nàng. Một ngày kia, khi các nàng bước vào trường sinh bí cảnh, thực lực tăng lên thập bội thì ta phải vận dụng tới nguyên thần pháp thân chứ một sợi tóc thì không được. Kính xin tiên tôn chỉ điểm tu vi giúp ta. Phương Hàng vội vàng nói. Gặp được cao thủ như Linh Lung tiên tôn, không xin nàng chỉ điểm tu luyện thì thật là thất bại. Ngươi tu luyện thần thông Linh Lung Đại La Thiên là nhờ chiếm được kim đan của Hỏa Vân Nhi ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Cái này cũng không có gì ngươi có thể đi ra khỏi thái nguyên tiên phủ là coi như có duyên ta còn muốn nhờ vào lực lượng của ngươi mở ra tiên khí huyền tẩn môn trong tiên phủ giúp ta chuẩn bị mở ra cánh cửa tiên giới hiện tại ta cũng không có bao nhiêu thời gian để chỉ điểm ngươi tu luyện chờ khi nào ngươi đi vào linh lung phúc địa lúc đó chân thân của ta đã trở về sẽ nói rõ chi tiết cho ngươi sự ảo diệu của thần thông linh lung đại la thiên về phần thần thông ngũ đế đại ma mà ngươi tu luyện ta cũng không có gì để chỉ điểm. Còn bác bộ phù đồ của ngươi vốn là chí bảo của thiên long nhất tộc, uy lực to lớn. Ngươi nhờ vào lực lượng của linh phù ngũ hành địa mà luyện nó thành hình thức ban đầu cũng là ngoài sự tưởng tượng của ta. Linh lung thiên tôn nhìn phương hàng, đối với hoàng tuyền đồ không có hứng thú nhưng mà lại để ý đến bác bộ phù đồ. Tiên tôn, linh phù ngũ hành địa rốt cuộc là vật gì? ta đến bây giờ vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ được nó, hơn nữa khi ta tu luyện vô tình sát nhập cái này với bác bộ phù đồ. Ta tu vi còn thấp, không biết liệu có biến cố gì không, vạn nhất sau này nó bay đi, ta kiếm củi ba năm đốt thiêu một giờ thì cũng sẽ rất đau lòng. Đối với linh phù ngũ hành địa, Phương Hàn vẫn không có chút hiểu biết gì. Nói thật ra, tế luyện pháp bảo bác bộ phù đồ đối với hắn là một chuyện rất mơ hồ, nhất là hiện tại, huyết dạ vương sát nhập vào trong huyết Phật, vạn nhất sau này có biến cố gì thì tổn thất một kiện đạo khí, thua lỗ lớn. Ta cũng có biết chút ít về linh phù ngũ hành địa. Nó là lục tự chân ngôn phù thần bí nhất của viễn cổ Phật môn. Trên phù này có sáu chữ mở ra thiên địa không gian, là cội nguồn của tất cả âm tiết, biểu tượng cho lực lượng duy trì vũ trụ, là pháp bảo chuyên để gia trì. Vốn viễn cổ Phật môn đại năng dùng lực lượng trấn áp ma tôn dưới vực thẳm, sau đó vứt linh phù này xuống để gia trì, hy vọng một ngày nào đó, linh phù có thể luyện hóa ma tôn và 8 triệu 400 ngàn thiên ma đi cùng hắn, biến thành một kiện pháp bảo kinh thiên động địa. Nhưng không ngờ rằng xích viên ma tôn lại lợi hại phi thường, có thể làm cho lực lượng linh phù suy yếu đi, dần dần khống chế được ngũ hành địa, chuẩn bị thoát khốn. Quy lực của đạo linh phù này đã giảm đi rất nhiều. Trước kia uy lực của nó đủ để đánh chết cả cao thủ trường sinh bí cảnh thanh âm của linh lung tiên tôn lãnh lót trong vắt giảng giải thật chi tiết cho phương hằng thậm chí cả danh tự của viễn cổ ma tôn cũng nói ra tự hồ như rất quen thuộc với chuyện xưa vậy nên làm sao bây giờ phương hằng nghe được thì biến sắc cũng không có gì linh phù này có tác dụng gia trì nói cách khác khi dán nó lên bên kỳ kiện pháp bảo nào thì đều có tác dụng gia trì ngươi đã có tâm pháp tu luyện phật môn sau này mỗi ngày dùng tâm pháp đó tế luyện linh phù, trải qua thời gian dài thì uy lực của pháp bảo sẽ dần tăng lên, bác bộ phù đồ đã được Long Vương luyện chế vài ngàn năm mà vẫn không thể thành công. Nhưng mà ngươi có được đạo thần phù này có lẽ sẽ có một ngày luyện chế thành. Linh Lung Tiên Tôn, nói, ngươi trấn áp bích huyết nhu thủy kiếm. Kiếm này không phải vật tầm thường, chính là thượng cổ thủy thần dùng bích huyết cùng với thủy tinh thần anh để luyện chế thành, dưỡng dục qua rất nhiều năm mới thành. Nếu song tu cùng với ma đao huyết thương khung của ngươi thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Chờ ngươi triệt để hàng phục được thanh kiếm này thì có thể để nó vào trong bát bộ phù đồ, hóa thành đạo khí, lúc đó uy lực sẽ to lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Nói chuyện một lúc này, thân hình của linh lung tiên tôn lại càng trở nên mờ nhạt, nguyên khí tan dần đi, sợi tóc đen bay tới bên người Phương Hàn, quấn quanh ngón tay của hắn thanh âm của linh lung tiên tôn từ trong hư không vang lên ngàn năm tu vi của ta trên sợi tóc này dùng hết nhưng nó vẫn còn năng lực khác quấn quanh đầu ngón tay của ngươi lúc cần thiết nó có thể cứu ngươi một mạng tốt lắm tổ mã giáo cách huyền hoàng đại thế giới rất xa với thần thông của ta không có khả năng tồn tại trong thời gian dài ngươi cứ đi tới linh lung phúc địa đi tự giải quyết mọi chuyện cho thật tốt sau đó không gian trở nên yên tĩnh lăng ba vạn tiên tố nữ kiếm trận cũng hạ xuống rơi vào trong tay phương hàng mỹ thiếu niên do nữ tử cải nam trang kia biến thành một đại đầu sỏ linh lung tiên tôn biến mất vô ảnh vô tung nhưng hình ảnh đó đã khắc sâu vào trong nội tâm của phương hằng trên thế giới còn có người lợi hại như vậy ta quả thực không cách nào tưởng tượng ra được ta cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy sao phương hằng nhìn sợi tóc đen quấn quanh đầu ngón tay im lặng một lúc lâu ngươi hiện tại mới đạt tới kim đan cảnh còn cách trường sinh bí cảnh rất xa diêm dội cho hắn một gáo nước lạnh tu vi của vị tiên tôn này đã tiếp cận với thiên đạo thọ ngang trời đất dù cho hoàng tuyền đại đế có sống lại cũng chưa chắc có thể làm gì được nàng trừ khi là tạo hóa tiên vương trong tiên giới mới có thể hủy diệt được nàng trường sinh bí cảnh không sai ta nhất định phải đề cao cảnh giới hiện tại ta chỉ mới đạt tới kim đan cảnh mà đã cho rằng có thể tung hoành thiên hạ rồi. Hiện tại xem ra cảnh giới của ta vẫn còn quá thấp, vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn mới có thể bảo toàn được tính mạng của mình. Hôm nay nếu ta đạt tới tầng thứ 8, thứ 9 thần thông bí cảnh thì có lẽ đã có thể thông dong rời đi, thậm chí có thể đánh bại cả hai người kia. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàng lại thầm tính toán trong lòng. Phương Hàng, lần này thu hoạch của chúng ta cũng không nhỏ trấn áp được một kiện đạo khí bích huyết nhu thủy kiếm còn chiếm được trận đồ với mấy vạn thanh phi kiếm lăng ba vạn tiên tố nữ kiếm trận một trong những kiếm trận thái cổ tâm tình của diêm hiện giờ rất thư thái ừm kiếm trận này ta sẽ tặng cho nữ đệ tử của linh lung phúc địa linh lung tiên tôn giúp ta như vậy ta cũng không thể độc chiếm tự nhiên là phải đưa ra ngoài nhận người ta một cái nhân tình lớn như vậy, nếu như không làm được gì để đền đáp thì sẽ bị Linh Lung Tiên Tôn xem nhẹ. Phương Hàng thầm tính toán rồi nói, chúng ta đi thôi. Nơi này không thể ở lâu, may mắn là Tinh Vân Bảo Bảo không bị tổn thương. Trong lúc đánh nhau, Tinh Vân Bảo Bảo đã sớm trốn trong Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, sau đó lại tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ, được hai tầng bảo vệ nên cũng không có bị thương tổn gì. Ở trong loại tình huống này, gần như là chiến đấu giữa cao thủ trường sinh bí cảnh, hắn cũng chỉ có thể ẩn núp chứ ra tay hỗ trợ cũng chỉ làm vướng bận chứ không giúp được gì. Thật là lợi hại. Tinh Vân Bảo Bảo đi ra, cái đầu to đông đưa nói, suýt chút nữa là chết rồi. Linh Lung Tiên Tôn còn lợi hại hơn cả ba mẹ ta nữa. Linh Lung Tiên Tôn dùng lực lượng một thân một mình chống lại Thái Nhất môn. Trong môn phái của nàng không có Thái thượng trưởng lão. Nếu không lợi hại thì sớm đã bị người ta diệt môn rồi." Phương Hàn gật gật đầu, nàng thật sự lợi hại hơn Tinh chủ rất nhiều. "Chúng ta đi thôi. Ta muốn xem thử chân thân của nàng rốt cuộc lợi hại đến mức nào." "Nàng làm khách ở Tổ Mã giáo?" "Tổ Mã giáo là gì? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua." Tinh Vân Bảo bảo nghi ngờ nói. "Ta cũng không biết Tổ Mã giáo là gì." phỏng chừng cũng là một môn phái thần bí ở ngoại vực tinh không, cùng một loại với vô cực tinh cung. Phương Hằng lắc đầu, trong huyền hoàng đại thế giới có rất nhiều thế lực, nhưng mà trong vũ trụ còn có hàng hà sa số tu sĩ. Một ngày kia, khi ta tu luyện tới trường sinh bí cảnh, tìm hiểu được quy tắc thiên địa, có thể xuyên phá hư không, đi xuyên qua không gian thì sẽ rời khỏi huyền hoàng đại thế giới, du lịch khắp nơi, tận mắt chứng kiến cái gì là Phật môn, thần tộc, thiên ma, Thiên Long, các loại thần thú. Đi thôi. Trước tiên đi Đại Huyền Đế quốc tìm gặp Di Thân Vương rồi nhanh chóng đến Linh Lung Phúc Địa mừng thọ. Diêm nói, khi đến Linh Lung Phúc Địa thì chân thân của Linh Lung Tiên Tôn cũng sẽ trở về, đến lúc đó nàng sẽ chỉ điểm tu vi cho ngươi. Nói không chừng ngươi có thể vượt qua Phong Hỏa Đại Kiếp, cô động thiên địa pháp tướng. Sau khi vượt qua được cánh cửa kim đan thì tu vi sẽ tăng tiến rất nhanh. Phương Hàng cũng không nói chuyện nữa, bay thẳng về phía đại huyền đế quốc, dùng tốc độ hiện tại của hắn, sau khi đã luyện thành kim đan thì tốc độ nhanh gấp nghìn lần vận tốc âm thanh. Hơn nữa vô thanh vô túc xuyên qua thiên địa, chỉ trong chốc lát liền tới được huyền hoàng thành của đại huyền đế quốc, hạ xuống di thân vương phủ. Đã trải qua một trận phong ba, Phương Hàng cũng thu liễm lại tâm tư quét ngang thần thông bí cảnh. Có hai đại cao thủ như Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất và đạo khí của họ làm cho hắn cố kỵ vô cùng. Cũng may là có Linh Lung Tiên tôn trợ giúp đánh lui địch nhân, cứu hắn một mạng. Bằng không Phương Hàng có lẽ thật sự phải dùng kim đan tự bạo, đồng quy vu tận với địch nhân. Tu Vi Hoa Thiên Đô và Yên Thủy Nhất trên lệch không bao nhiêu, nếu như bây giờ ta chiến đấu cùng với Hoa Thiên Đô, muốn triệt để giết chết được hắn thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Hắn nếu như tới thời điểm mấu chốt tự bạo nguyên thần thì cũng có thể kéo ta theo bồi tán, đồng quy vu tận cùng ta. Trải qua trận chiến này, Phương Hàng dần hoàn thiện được một ít suy đoán trước đây. Cũng tìm được một ít hiểu biết về hoa thiên đô. Lại không bị đối phương nhìn thấu được pháp môn của mình. Nếu không, bằng vào tu vi hiện tại của hắn, mặc dù có thể đánh bại được đối phương nhưng nếu đối phương liều chết phản kích thì hắn cũng bị trọng thương, mất đi thân thể, vĩnh viễn không thể tu luyện tới trường sinh bí cảnh, tổn thất quá lớn. Thật sự không đáng. Muốn triệt để giết chết hoa thiên đô, làm cho đối phương không có cơ hội phản kích thì cần phải đề cao cảnh giới, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới ngang bằng với hoa thiên đô, đều là tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh. Chỗ khiếm khuyết của hắn chính là sự yếu kém về tu vi, hắn cũng thấy rõ điều này. Quy lực của Kim Đan có 90 loại thần thông mặc dù lớn có thể trong nháy mắt giết chết cao thủ cùng cảnh giới, nhưng bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp, không đủ pháp lực duy trì thôi động thần thông. Nếu không có cây thế giới chèo chống thì chỉ vài hơi thở là tiêu hao hết pháp lực. Nếu như luyện tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, ý thức hải mở rộng, tích góp pháp lực càng thêm nhanh chóng thì không cần cây thế giới vẫn có thể chiến đấu lâu dài, bền bỉ. Lúc đó có thể chính thức tung hoành khắp thiên hạ. Pháp lực hiện tại của hắn tiếp cận với một ức nhưng đây chỉ là sức bật, là lực lượng cực hạn. Muốn tiến thêm một bước nữa, đề cao loại lực lượng cực hạn này là chuyện không tưởng. Trừ khi hắn đột phá được trường sinh bí cảnh. Qua lần chiến đấu này, Phương Hàng đã nhìn thấy được cực hạn của thần thông bí cảnh. Lực bộc phát thủy chung chỉ có thể tiếp cận tức, thậm chí là sử dụng đạo khí, kết hợp với lực lượng bản thân cũng không thể nào vượt qua tức. Thọ mệnh không thể qua được vạn tuế hai, pháp lực không thể qua được tức. Đây là cực hạn của thân thông bí cảnh. Điểm khác nhau duy nhất chính là ai có thể kiên trì lâu hơn, pháp lực bền bỉ hơn, có thể kéo dài thời gian bộc phát hơn. Trong lần chiến đấu này, thủ đoạn lợi hại nhất của phương hàng áp súc kim đan rồi đột nhiên bộc phát, đạt tới lực lượng một gức, mã lực, có điều hắn cũng chỉ sử dụng được hai lần thì pháp lực đã không đủ tiếp tế. Nếu như có thể thi triển nhiều lần thì đã sớm đột phá, tiêu sái mà đi liên tục thi triển hai lần đã đạt tới cực hạn. Nếu như hắn tu luyện tới thần thông bí cảnh, ý thức hải mở rộng. Dung nạp càng nhiều pháp lực thì càng có thể thi triển nhiều lần, thậm chí trong nháy mắt có thể áp súc thiên địa pháp tướng, rồi bộc phát, rồi áp súc, rồi lại bộc phát. 90 loại thần thông liên tục vận chuyển, trong sát na đó, thi triển liền mấy mươi lần, nhiều lần đạt tới một ức, mã lực thì dù là ai cũng không thể chống đỡ nổi. Lúc đó, chỉ sợ hoa thiên đô vừa gặp mặt đã bị đánh cho thổ huyết, căn bản không có cơ hội hoàn thủ. Tu luyện tới trình độ đó, không cần bất cứ pháp bảo nào, thiên địa pháp tướng do kim đan thuế biến thành là pháp bảo lợi hại nhất, mạnh mẽ nhất. Tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng so với kim đan cảnh thì cô động hơn nhiều lắm, khả năng bộc phát càng thêm dễ dàng. Nghĩ tới đây, nguyện vọng đề cao cảnh giới của phương hàng lại càng thêm mãnh liệt, tâm linh táo bạo hồng vượt qua kim đan cảnh sau khi luyện thành kim đan đã tự cho mình là đệ nhất nhân trong thần thông bí cảnh có thể tung hoành khắp thiên địa nhưng mà qua cuộc chiến ngày hôm nay vô luận yên thủy nhất hay phạm thanh ảnh đều đã dạy cho hắn một bài học thực tế giáo huấn cho hắn một điều thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân bấy kỳ lúc nào cũng cần phải cẩn thận đề phòng đạo lý rằng tu vi vĩnh viễn không bao giờ đủ tìm được di thân vương cũng không phải chuyện gì thú vị Vị thân vương thứ 24 này đang ở trong phủ đệ chờ hắn, vừa thấy Phương Hàng tới thì vô cùng mừng rỡ. Phương Hàng, ta đang ngày đêm trong mong ngươi, rốt cuộc cũng chờ được ngươi rồi. Ta đã chuẩn bị xong một ít lễ vật đi linh lung phúc địa, giá trị ước chừng hai ba ức đang dược, gồm có phi kiếm và pháp bảo. Ngươi mang theo những gì? Ta biết rõ ngươi mỗi ngày có thể luyện ra vạn viên nguyên anh đan, lại thêm chỗ tố mà chúng ta thu được ở bàn Long Tinh, ngươi có thể cho ta mượn năm ức đang dược để đi thiên đạo các mua thêm một ít bảo bối hay không? Lần này ta sẽ chuẩn bị một ít lễ vật gây chấn động. Ta nghe nói có rất nhiều cao thủ của các môn phái mang hậu lễ đến mừng thọ. Ngươi hiện tại là một trong những người hàng đầu, lễ vật không thể kém hơn người khác được. Như vậy sẽ rất khó coi. Di thân vương dẫn hắn vào trong bảo khố của vương phủ, đám tán tu tiểu nguyệt chân nhân đang ở trong đó kiểm kê lễ vật đủ các loại pháp phù đê cấp như tật phong phù, duệ kim phù, thiết giáp phù. Để cho đệ tử ở thân thể cảnh sử dụng, lại còn có một ít hạ phẩm bảo khí, đang dược trực trở muôn màu, cần tới mấy trăm pháp bảo nan mới chứa hết. Phương Hàng nghe đến đây thì cũng chỉ biết cười khổ. Hắn hiện tại còn có thể ngày làm ra đống vàng sao. Nguyên khí cây thế giới thu được đã không đủ dùng rồi, hận không thể thu được gấp đôi mới đủ. Mà pháp bảo trên người hắn cũng sạch sẽ không còn gì, chỉ còn Lăng Ba vạn tiên tố nữ kiếm trận là do Linh Lung tiên tôn giúp thu được, xuất ra tặng lễ vật có phần khoe khoang nhưng mà cũng hơi e mặt. Có điều trước mặt Di Thân Vương hắn tự nhiên muốn làm ra bộ dáng giàu có, tài đại khí thô nói, cái này không cần phải lo, ta đã sớm chuẩn bị hết rồi. Ngươi đã chuẩn bị rồi thì ta cũng an tâm. Di Thân Vương vô cùng tin tưởng Phương Hàn, dù sao thực lực của đối phương quá cường đại. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn Phương Hàng trở nên ngưng trọng, tự hồ thấy một chuyện gì đó rất kinh khủng, toàn thân chấn động mãnh liệt, người luyện thành kim đan. Không sai, ta đã luyện thành kim đan. Phương Hàng để lộ ra khí tức kim đan của mình, hơn nữa là kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông. Ta hiện tại đã luyện hóa cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế, có thể quét ngang toàn bộ cao thủ thần thông bí cảnh cũng không phải là chuyện khó cho dù là cao thủ bài danh hạng nhất và hạng hai trên trường sinh dự khuyết bản liên thủ cũng không giết chết được ta. Phúc thông. Phúc thông. Không riêng gì di thân vương, ngay cả tiểu nguyệt chân nhân, tiên cơ chân nhân, lương sơn chân nhân, tây hoa chân nhân, các trưởng môn các môn phái tán tu đều đồng loạt quỳ xuống, cả người trông giống như những con rùa đen phủ phục trên mặt đất. Bọn họ không chịu được áp lực cường đại do kim đan của phương hàng mang lại chẳng những nhục thể mà tâm hồn cũng triệt để thần phục. Bây giờ Phương Hàng biết rõ, bản thân đã hoàn toàn chiếm được sự tín phục của các môn phái tán tu này. Phương Hàng thu hồi khí tức kim đang vào trong cơ thể thì những tán tu này mới trút được gánh nặng, thở dốc, qua một lúc lâu mới khôi phục lại thần trí. Nhìn Phương Hàng với ánh mắt sợ hãi, 90 loại thàng thông, kim đang ẩn chứa 90 loại thần thông. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể luyện thành? ngươi đã luyện thành kim đan. Hơn nữa còn là kim đan có 90 loại bổn mạng thần thông. Ha 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 ha, ngươi quả thật chính là đệ nhất nhân dưới trường sinh bí cảnh. Dựa theo thực lực thì hoàn toàn có thể xếp hạng nhất trên trường sinh dự khuyết bản. Di thân vương cười ha hả, tiếng cười vang vọng, chấn động cả phòng ốc. Báo. Tứ hoàng tử, dịch thân vương tới. Đúng lúc này, đột nhiên một vài hộ vệ chạy vào báo. Cái gì? tứ ca đến đây. Hắn ở Bàn Long Tinh cũng thu được không ít chỗ tốt. Nghe nói gần đây hắn mời chào không ít cao thủ, chẳng lẽ lần này hắn cũng muốn đi cùng ta đến mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn. Di Thân Vương ngẩn ra nhìn Phương Hàn. "Đi, chúng ta cùng ra nghênh đón." Phương Hàn biến hóa thành đoạt mệnh thư sinh, dùng chuyển thế đầu thai quyết của Hoàng Tuyền Đồ y như lúc trước. Hiện tại Hoàng Tuyền Đồ đã mở ra được nại hà kiều cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời cũng không thể nhìn thấu được chân diện mục của Phương Hàn. Vừa đi ra tới cửa vôn phủ Phương Hàn liền thấy được tứ hoàng tử dịch thân vương và thập tam hoàng tử chiến thân vương đang đứng chờ, mà ở sau bọn họ là một vài hắc y nhân có khí tức rất cường đại. Mấy hắc y nhân này ăn mặc quỷ bí, tự hồ là tán tu, lại giống như cao thủ ma đạo nhưng lại không có một tia ma khí nào, trong cơ thể bọn họ dường như ẩn chứa một cổ lực lượng đáng sợ, dơ tay nhất chân đều làm cho người ta có cảm giác như ở cao cao tại thượng tỉnh viễn xem thường sinh linh khác muốn nô dịch tất cả các loại sinh linh vô luận là ma tiên yêu gì so với bọn họ đều là thấp hèn phương hàn rất quen thuộc với loại ánh mắt này nhất là cây thế giới ở mi tâm của hắn rung động kịch liệt bởi vì những hắc y nhân này là thần tộc thần tộc cường đại hơn nữa những hắc y nhân này còn cường đại hơn so với huyễn linh viễn chân thần quân rất nhiều, tự hồ tương đương với cao thủ kim đan cảnh, là thần vương. Thần vương, lại là thần vương của thần tộc. Chúng muốn gì? Thần tộc chuẩn bị tiến vào đại huyền đế quốc sao? Thần tộc mặc dù là một kho bảo bối nhưng mà cao thủ cấp bậc thần vương rất là khó giết, nói không chừng sau lưng bọn chúng còn có thần hoàng. Thần quân tương đương cao thủ thiên nhân cảnh, mà thần vương tương đương với cao thủ trên kim đan cảnh. Nếu thần vương chỉ tương cao thủ kim đang cảnh bình thường thì ta có thể giết chết toàn bộ nhưng mà những thần vương này thật sự là thâm sâu khó dò. Phương Hàng thấy mấy thần vương này nội tâm sôi trào. Trong thần tộc, thần quân tương đương với cao thủ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh. Thần vương chính là cao thủ tầng thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 thần thông bí cảnh. Tất cả đều gọi là vương. Mà thần hoàng chính là cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời, lực lượng to lớn không cùng. Lực lượng những thần vương này biểu hiện ra ngoài giống như đám tán tu tiểu nguyệt chân nhân, tiên cơ chân nhân, tây hoa chân nhân. Nếu như dùng đạo thuật bình thường dò xét thì bọn họ đều là cao thủ từ tầng thứ ba tới tầng thứ năm thần thông bí cảnh. Nhưng Phương Hàng lại có cây thế giới nên mới có thể cảm ứng được, ở đây bọn họ là thần vương với một quan lập lòe ánh sáng, lộ ra vẻ bất cận nhân tình, tu vi không biết cao thâm đến mức nào thần lực mà thần tộc sử dụng không giống với cương khí của tu sĩ bình thường, uy lực lợi hại hơn so với tu sĩ bình thường nhiều lắm. Tứ ca, hôm nay làng gió nào đưa ngươi tới đây vậy? Di thân vương cũng không biết rõ lai lịch của những thần tộc này chỉ tưởng là các tán tu do dịch thân vương mời tới hỗ trợ. Hắn có phương hàng làm hậu thuẫn nên hiện ngoại trừ cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời ra, hết thảy những người khác đều không đáng để hắn nhìn tới. Nhị thập tứ đệ, ngươi không phải sớm tính đến chuyện đi chúc thọ linh lung tiên tôn sao? Ta tự nhiên cũng muốn đi. Chúng ta cùng đi với nhau, có thể che chở cho nhau. Ngươi mời chào được vị đoạt mệnh thư sinh này, có thể cướp đoạt rất nhiều pháp bảo từ tay Hoa Thiên Đô. Có hắn phù trợ thì ngươi tự nhiên có thể đạt thành nghiệp lớn. Dịch thân vương nhìn Phương Hàn, giống như cười mà không phải cười, cũng không biết là hoàng tử thâm trầm này đang suy nghĩ điều gì. A à, đoạt mệnh thư sinh. Ngươi có thể cướp đoạt được rất nhiều pháp bảo từ tay hoa thiên đô. Đúng lúc này, một người áo đen sau lưng dịch thân vương bỗng dưng đứng bật dậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn phương hàng, bộ dáng như không tin tưởng, ánh mắt lạnh như băng không chút nhân tính, tưởng chừng như có thể nhìn thấu sinh tử, luân hồi của bất cứ ai. Vị này chính là Phương Hàng thoáng rung cây quạt trong tay, hời hợt nói, không biết những vị tán tu này là từ đâu tới đây là tu sĩ ở đế thích sơn đại hạ tiên sinh thập tam hoàng tử chiến thân vương giới thiệu hắn đã từng bị phương hàn đánh bại nên vô cùng bội phục pháp lực của phương hàn đế thích sơn chưa từng nghe nói qua phương hàn cười nhỏ là một môn phái tán tu ở hải ngoại mà thôi danh tiếng không lớn Đại hạ tiên sinh chính là một trong những thần vương của thần tộc nhìn chầm chầm phương hàng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói, đoạt mệnh thư sinh quả thật tên như người, đoạt mệnh người khác. Đáng tiếc là quá bá đạo, vạn nhất bị người ta cướp đi tính mạng thì cũng là ứng cái tên. Thật không? Ta tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm, cũng chỉ có ta đoạt tính mạng của người khác chứ chưa có ai có thể đoạt tính mạng của ta. Ta lại muốn nhìn xem thử ai có thể lấy đi tính mạng của ta. Ba một tiếng, Phương Hàng gõ mạnh cây quạt vào lòng bàn tay. Hảo hào khí. Linh lung phúc địa ở hải ngoại xa xôi, nghe đồn đi biển vô cùng hung hiểm, 40 đạo tặc vô cùng hung hãn. Có dược người có pháp lực cường hoành. Như đoạt mệnh thư sinh thì chúng ta cũng không phải mạo hiểm. Lại một người áo đen khác đi ra nói, tại hạ là đế thích sơn đại hòa tiên sinh. Phương Hàng thầm cười lạnh trong lòng, một người là đại hạ tiên sinh, một người là đại hòa tiên sinh. Trong nhóm mấy người này thì đây là người có lực lượng thâm sâu khó dò nhất, có lẽ là thủ lĩnh của nhóm. Có điều thực lực chân chính như thế nào thì cần phải giao thủ mới biết được. Bởi vì thần tộc và tu sĩ khác nhau, hơn nữa không biết mấy người này mang theo những pháp bảo gì. Lần trước mấy thần quân thôi mà đã mang theo một đống bảo bối, tương đương với một cái bảo khố rồi. Mà hiện tại là mấy vị thần vương thì không biết cất giấu bao nhiêu bảo bối đây. Nhưng mà Phương Hàn cũng rõ ràng là không thể kinh xuất ra tay được. Chiến thân vương liền giới thiệu lần lượt các tu sĩ đế thích sơn với Phương Hàng. Ngoại trừ hai người đại hạ và đại hòa tiên sinh ra còn có năm tu sĩ khác. Ở đây có tổng cộng bảy người, bảy đại thần vương. Cây thế giới ở trong mi tâm của Phương Hàng rung động kịch liệt, nếu không phải Phương Hàng kịp lực áp chế thì rất có thể sẽ bộc phát ra khí tức, thông vệ cả bảy đại thần vương. Cây thế giới là khắc tinh của thần tộc, bằng không trăm vạn năm trước đại năng của thần tộc cũng không đốn đổ cây thế giới. Có điều hiện tại Phương Hàng cần phải điều tra rõ tình hình chi tiết trước, sẽ không khinh động ra tay với mấy thần vương này. Nhưng có một điều là mấy thần vương này hình như có sát tâm đối với Phương Hàng. Xem ánh mắt của bọn họ nhìn hắn thì thật giống như nhìn một con heo chờ bị làm thịt. Mấy vị thần vương này dường như có chủ ý muốn đánh nhau với ta. Có lẽ là vì muốn lấy được sự tín nhiệm của tứ hoàng tử nên muốn giết ta để dân công trạng. Có điều ai giết được ai thì chưa biết được tạm thời cùng nhau xuất phát rồi nói sao. Phương Hằng nghĩ nghĩ rồi vung quạt lên nói, đã chuẩn bị đủ rồi, vậy chúng ta cùng nhau lên đường thôi. Chỉ còn không tới 10 ngày nữa là đến đại thọ của Linh Lung Tiên Tôn, nếu cứ trù trừ thì sẽ trễ mất. Nói cũng phải, nhị thấp tứ đệ, chúng ta đi thôi. Dịch thân vương nhìn Phương Hàng thật sâu rồi nói tiếp, việc này không nên để chậm trễ. Được rồi lập tức di thân vương và phương hàng cùng phóng người, bay thẳng lên trời. Tứ hoàng tử và thập tam hoàng tử cùng với bảy đại thần vương cũng bay lên theo, hai bên triển khai pháp lực, nối lại thành một giải sáng bay thẳng về phía hải ngoại. Hải ngoại Sóng biển cuồn cuộn, biển rộng mênh mông, lam thiên bạch vân, trường kình hấp thủy, không biết ẩn giấu bao nhiêu yêu ma, quỷ quái. Thế lực khổng dê nhất trong giới tu đạo trên biển là vạn quy tiên đảo, ngay cả lôi đế động phủ mà phương thanh tuyết lập ra cũng nằm trong phạm vi của vạn quy tiên đảo phương hằng bay trên biển rộng mênh mông đột nhiên nhớ đến lôi đế động phủ tò mò không biết tình hình ở đó như thế nào rồi biển rộng khó vượt không biết phải đi bao xa cho dù là tu sĩ tầng thứ năm thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cũng khó có khả năng thoáng cái vượt qua được phải tìm một ít đảo nhỏ dọc đường để nghỉ ngơi có điều hiện tại những người này đều có pháp lực cao thâm, tài lực sâu dày, pháp tinh ngọc thạch nhiều vô số nên cũng không cần nghỉ ngơi. Trong lúc phi hành, đột nhiên đại hạ tiên sinh mở miệng nói chuyện với phương hàng. Đoạt mệnh thư sinh, tu vi của ngươi che giấu rất khá. Chúng ta đều không thể nhìn thấu được. Không biết là ngươi đã tu luyện tới tầng thứ bảy, kim đăng cảnh hay tầng thứ 8, thứ 9, thứ 10 rồi. Trên người ngươi có một kiện pháp bảo có thể che giấu khí tức thay đổi dung mạo rất là thần kỳ. Phương Hàng cả kinh, hắn thật không ngờ là đại hạ tiên sinh lại có thể nhìn thấu được chuyển thế đầu thai quyết của Hoàng Tuyền Đồ. Hắn đáp, trên người ta có rất nhiều pháp bảo che giấu khí tức, cũng không biết là đại hạ tiên sinh muốn nói đến kiện nào. Hắc <laughs> hắc. Đại hạ tiên sinh cười âm lãnh đột nhiên ánh mắt hắn biến đổi, chỉ về phía trước nói, thiên ma. Mọi người cẩn thận. Di thân vương lắp bắp kinh hải. Quả nhiên thấy phía trước có một trận âm phong nổi lên, mặt biển trở nên ảm đạm, vô số tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Mây đen từ xa kéo đến giống như ngựa phi, không biết có bao nhiêu thiên ma hóa thành những hình dáng vặn vẹo đang bay múa lao tới. Phương Hàng thậm chí thấy được cứ chừng một vạn thiên ma lại có một đầu ma vương làm thủ lĩnh chỉ huy, tập trung thiên ma thành một đội, liếc nhìn lại không biết có bao nhiêu đội thiên ma, tự hồ là đại quân ma tộc Hàng Lâm Nhân Gian muốn chinh phục thiên hạ. Mặc dù Phương Hàng đã từng thấy qua vô số thiên ma, từ thiên ma chiến trường đến huyết nhục nê đàm, rồi 10 vạn đại quân của thủy cổ thiên ma, nhưng mà nhìn thấy đại quân thiên ma trước mặt thì hắn cũng không dám tin vào hai mắt mình. Đại quân thiên ma trước mặt đông nghìn nghiệp, từ xa xa kéo đến, nhìn không thấy tận cùng. Như thế nào lại có nhiều thiên ma trên biển như vậy? Chẳng lẽ mấy thần vương của thần tộc này dở trò? phải biết rằng thiên ma từng là những con rối chiến tranh do thần tộc chế tạo ra tuy về sau làm phản nhưng mà hiện tại thần tộc hoàn toàn có thể chế tạo ra thiên ma dùng cho mục đích của mình phương hàng vội vàng dùng thần niệm quét qua bảy đại thần vương xung quanh thân thể đại hạ tiên sinh hơi thu nhỏ lại cách ra xa phương hàng đồng thời nói đây là đại quân thiên ma chúng ta tập trung lại là chết cố gắng vượt qua rồi tụ họp lại sau trong lúc nói chuyện bảy đại thần vương dịch thân vương, chiến thân vương đồng thời phát lực tản đi. Ở lúc này, giữa đại quân thiên ma đông nghiệp ép tới, người đi đầu cầm một cây phương thiên hỏa kích, mình mặc áo giáp ma vương, xem ra là cao thủ tầng thứ hai thần thông bí cảnh, mới luyện thành chân khí. Đương nhiên, ma vương cấp bậc này căn bản không thể lọt vào trong mắt phương hàng. Hắn có thể trong nháy mắt giết chết cả trăm ma vương như vậy. Nhưng mà ma vương như vậy từ bốn phương tám hướng kéo đến, không dưới mấy trăm đầu, mỗi một đầu lại xuất lĩnh vạn đầu thiên ma cường đại, ngưng tụ thành trận pháp, ma khí liên hợp với nhau, nối tiếp thành một thể thống nhất. Phương Hàng dùng mắt nhìn qua thì thấy thiên ma, thiên ma vương lại kết thành một đại trận khổng lồ bao phủ phương viên mấy ngàn dăm. A. À, hành động đầu tiên của Phương Hàng là thủ hộ thân thể, sau đó ngón tay búng mạnh ra một cái, một điểm tinh quang to bằng hạt đậu bắn mạnh lên ba vương gần nhất đây là thần thông tin sa luyện lôi cương. Ma vương kia cười vang cầm phương thiên hỏa kích lao tới, trực tiếp đối chiến với tinh quang, đột nhiên tinh quang nổ ra, hóa thành ngàn vạn những điểm sáng nhỏ, mỗi một điểm sáng đều là một thần lôi, nổ ngay giữa bầy thiên ma, một tràng tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Nhưng đột nhiên đại trận thiên ma xoay chuyển, truyền ra ma khí ngập trời. Trực tiếp bao phủ lấy tinh sa luyện lôi cương. Quả nhiên là một ma trận. Phương Hàng rùng mình một cái, hắn thi triển tinh sa luyện lôi cương mặc dù chỉ là vài phần trăm lực lượng của bản thân nhưng cũng đủ để giết một đám đông thiên ma. Nhưng hiện tại không giết được một đầu thiên ma nào. Lúc này đây, trên đại trận thiên ma, đại hạ tiên sinh, đại hòa tiên sinh, dịch thân vương, chiến thân vương và năm đại thần vương thần tộc đang an ổn đứng trên mây nhìn xuống ma trận bên dưới. Đại hạ tiên sinh, ngươi nói ma trận này đủ để vây khốn đoạt mệnh thư sinh. Chiến thân vương hỏi. Đương nhiên. Bị vây hãm trong 360 vạn thiên ma, 360 ma vương hợp lại tạo thành, nếu không phải là cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời thì không cách nào thoát ra được. Đây là chí bảo của đế thích sơn chúng ta. Hận thiên la bàn nuôi dưỡng trăm vạn thiên ma, sớm mai phục sẵn ở đây, tiêu diệt đoạt mệnh thư sinh cho tứ vương gia. Bắc đại hạ tiên sinh lập lòe lục quang, chuyện này cũng là để tứ vương gia và thập tam vương gia hiểu rõ về thực lực của chúng ta đoạt mệnh thư sinh là một tu sĩ có thân phận cực kỳ thần bí ta hoài nghi là hắn là một người khác có điều không dám xác định nhưng cơ hội hoặc là diệt trừ hắn hoặc bắt hắn ép hắn hàng phục đầu nhập chúng ta nếu không thì nhị thập tứ đệ có được một người như vậy hỗ trợ sẽ tạo nên uy hiếp không nhỏ đối với ta có điều chư vị cũng phải cẩn thận thần thông của hắn người này có thể một chiêu hủy diệt một thân tu vi của thanh dương lão tổ. Tứ hoàng tử dịch thân vương lo lắng nhìn xuống bên dưới, tự hồ lo lắng rằng đại trận thiên ma không thể vây khốn được phương hàng. Thanh dương lão tổ cũng chỉ là phế vật mà dám xưng hô là lão tổ. Một thần vương khinh thường nói, đế thích sơn chúng ta, tùy tiện một người ra tay một cái cũng có thể giết hắn cả chục lần. Ngoại trừ cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời và 10 người bài danh 10 hạng đầu tiên trong trường sinh dự khuyết bản ra thì cũng không có ai đáng để chúng ta để vào mắt. Lời này không sai. Đại hòa tiên sinh gật gật đầu, cho dù người này lợi hại nhưng cũng không phải là đầu sỏ muôn đời, huống hồ hận thiên ma trận này do 360 vạn thiên ma, 360 ma vương hợp lại tạo thành, cũng đủ để làm hắn tiêu hao pháp lực. Cho dù hắn phá trận thoát ra được cũng sẽ tiêu hao không ít nguyên khí, đến lúc đó, chúng ta tùy tiện ra tay có thể trực tiếp giết chết hoặc trấn áp hắn cả đời, vĩnh viễn không thể ngốc đầu lên lại. Mấy vị tiên sinh ra tay bài trí hận thiên ma trận này cần có rất nhiều thiên ma. Bình thường làm sao nuôi dưỡng được lượng lớn thiên ma như vậy? Ta từng nghe kể qua, chân truyền đệ tử của tinh diệt ta của quân tinh môn chí được một kiện chí bảo của phận môn thượng cổ, nhiên đăng cổ Phật tán, trong đó nuôi dưỡng được 500 vạn thiên ma, bị Phật bảo độ hóa mỗi ngày cầu nguyện, cung cấp nguyên lực tinh khiết. Không biết hận thiên la bàn của Hà Tiên Sinh có giống như vậy không? Tứ hoàng tử dịch thân vương nhìn ma trận bên dưới, ma khí cuồn cuộn nổi lên. Đoạt mệnh thư sinh dùng một đoàn tinh quang thủ hộp hía trước mình, cũng không biết là hắn đang thi triển loại thần thông gì, nhưng mà xem ra có vẻ rất khó khăn. Nhiên đăng cổ Phật tán. Đó là trung phẩm đạo khí, có ẩn chứa một môn vô thượng thần thông Phật môn là đại phổ độ thiền quan luyện chế thành, có thể độ hóa thiên ma, quy lực không tầm thường. Có điều nó cũng chỉ là trung phẩm đạo khí, chỉ có thể độ hóa ma vương từ tầng thứ năm thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh rỡ xuống mà thôi. Mà hận thiên la bàn lại có thể hàng phục ma vương tầng thứ năm, thứ sáu thần thông bí cảnh. Trừ phi là cao thủ kim đang cảnh còn không thì đừng mơ tưởng đến việc thoát khỏi trói buộc nó chính là một kiện thượng phẩm đạo khí đại hòa tiên sinh cũng nhìn vào ma trận thuận miệng nói thần thông mà đoạt mệnh thư sinh này tu luyện không phải là thần thông ma môn mà là thần thông về tinh tú có điều với lực lượng của hắn thì không thể nào phá được hận thiên ma trận thượng phẩm đạo khí đế thích sơn là môn phái như thế nào thập tam hoàng tử chiến thân vương thầm rung động trong lòng dùng tinh thần trao đổi với tứ hoàng tử dịch thân vương tứ ca ta có cảm giác mấy đạo nhân này vô cùng thần bí. Hai tháng trước tự nhiên tìm tới cửa, đầu nhập, rõ ràng là có thực lực diệt trừ được đoạt mệnh thư sinh mà còn huy động nhiều thiên ma như vậy. Lại còn chỉ huy được 360 vạn thiên ma, còn có 360 đầu thiên ma vương. Mỗi một đầu thiên ma vương đều tương đương với một cao thủ thần thông bí cảnh. Mà ngay ca một đại môn phái cũng không có được nhiều chân truyền đệ tử như vậy. Tuy nhiên thiên ma so với loài người đông đúc hơn trăm triệu lần, tự nhiên có được nhiều ma vương và đầu sỏ muôn đời. Còn nữa, thượng phẩm đạo khí là cái gì? Ngay cả hoàng thất của đại huyền đế quốc chúng ta cũng chỉ có một kiện. Mà mỗi người chúng ta thì ngay cả một kiện hạ phẩm đạo khí cũng không có. Ta hoài nghi những người này là tu sĩ từ ngoại vực tinh không tới. Đế Thích Sơn cũng là một trong những môn phái thần bí ở hải ngoại, cường đại không kém gì 10 môn phái tiên đạo, bằng không không cách nào có được thượng phẩm đạo khí. Dịch Thân Vương dùng thần niệm phân tích nói, đi vào trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới hẳn là có mưu đồ, có điều ta có thể lợi dụng lực lượng của bọn hắn. Mà ta thấy Đoạt Mệnh thư sinh cũng không phải nhân vật đơn giản, Hận Thiên Ma trận tuy lợi hại nhưng không trói buộc được hắn đâu. Chúng ta cứ chờ xem lưỡng bại câu thương đi. Quả thật là như vậy, lúc đó chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu nhìn thấu được thực lực của bảy tu sĩ đế thích sơn và đoạt mệnh thư sinh. Thập tam hoàng tử chiến thân vương đáp. Phương Hàng, vì cái gì mà chúng ta lại đột nhiên gặp nhiều thiên ma như vậy? Trên biển nếu như có một đội quân thiên ma thế này thì sớm đã bị tán tu và vạn quy tiên đảo diệt trừ rồi. Ở đây có ít nhất là mấy trăm vạn thiên ma, mấy trăm đầu ma vương. Di thân vương được vòng sáng tinh quang của Phương Hàng bao trùng, thấy Phương Hàng liên tục búng tay bắn ra rất nhiều tinh quang thi triển luyện tinh trảm ma đao, bay múa khắp nơi, mạnh mẽ chém lên người các thiên ma vương. Hắn đang thi triển hai mon thần thông tinh tú để bảo vệ bản thân. Nếu như ta đoán không sai thì những thiên ma này đều là do người của dịch thân vương mời tới bố trí, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Đương nhiên là không đến mức giết chết ngươi nhưng hẳn là muốn giết chết ta. Phương Hàng thầm tính toán, phân tích rồi nói ra toàn thân di thân vương chấn động, không thể nào. Mấy người tu sĩ đế thích sơn kia không có ai tu luyện tới kim đan cảnh, làm sao có thể lợi hại như vậy được. Đó là vì bọn họ che giấu tu vi. Tu vi của những người này mỗi người đều mạnh mẽ hơn thanh dương lão tổ gấp chục lần. Thậm chí có người có thể sánh ngang với các tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn. Thậm chí hai người đại hòa, đại hạ còn lợi hơn cả hắc u vương của Hoàng Tuyền Môn. Làm sao có thể? một môn phái tán tu sao lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy? Bọn họ không phải một môn phái tán tu. Bọn chúng là một trong những tồn tại rất đáng sợ. Ta sợ dĩ không có động thủ với bọn họ là sợ đánh rắn động cỏ. Những người này nếu như chạy thoát được thì sẽ khiến cho thế lực sau lưng bọn họ chú ý tới chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Phương Hàng vẫn chậm rãi phát ra luyện tinh trảm ma đao, tụ tinh luyện thần khí, hai loại thần thông tinh tú một cái chém giết bốn phương một cái thần thông hộ vệ những thiên ma vương này tuy lợi hại nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào thương tổn được hắn hiện tại hắn đã luyện thành kim đan thi triển hai môn thần thông tinh tú này đến độ xuất thần nhập hóa lô hỏa thuần thanh tùy ý thu phát thậm chí còn lợi hại hơn cả chân truyền đệ tử của quần tinh môn hắn thoáng cân nhắc tình huống lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ được Người này ở trong đại trận suốt nửa canh giờ mà không hề có chút dấu hiệu pháp lực bị tiêu hao, nếu cứ kéo dài như thế này chỉ sợ đêm dài lắm mộng, vạn nhất có tu sĩ chính đạo nào đi qua thì sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Qua nửa canh giờ sau mà vẫn thấy Đoạt Mệnh thư sinh Tiêu Diêu thoải mái ở giữa ma trận, phát ra tinh quang chống đỡ như không có gì, chỉ là tinh quang có hơi mờ đi một chút so với ban đầu thì một thần vương nhíu mày nói, cũng tốt, bảy người chúng ta liên thủ tiêu hao một chút nguyên khí thúc giục thiên ma đi. Tăng cường uy lực của hận thiên ma trận lên hàng chục lần xem thử hắn có thể tiếp tục kiên trì được hay không. Đại hòa tiên sinh vất vất tay. Được. Sáu thần vương cùng đồng thanh đáp ứng, trong miệng niệm liên tiếp chú ngũ thần bí, sắc mặt hơi hồng hồng, rồi chuyển sang xanh đậm, sau đó đột nhiên há miệng phun ra một luồng nguyên xi xi quỷ bí, không phải bất cứ loại cương khí nào, cũng không phải là tinh nguyên gì, không có chút ôn hòa nào mà lại lạnh như băng quỷ dị chí cao vô thượng mang theo một loại khí tức tôn quý của kẻ thống trị đây là thần chi huyết nguyên của thần tộc nếu như là một đầu thiên ma hấp thu được thần chi huyết nguyên thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều cũng giống như tu sĩ dùng phong ma tổn thọ đan thiên ma nhất tộc chính là do thần tộc chế tạo ra lúc chế tạo ra cường giả thiên ma vốn là bản sao của thần tộc nhưng nếu so sánh với thần tộc thì thiên ma vĩnh viễn vẫn còn một khuyết điểm. Nếu như có thể hấp thu được thần chi huyết nguyên thì có thể bù đắp những lỗ hổng trong huyết nguyên, lực lượng tăng cường gấp chục lần, gấp trăm lần. Phốt Một đoàn thần chi huyết nguyên hóa thành một mảng vũ khí khổng lồ tiền nhập vào trong người 360 vạn thiên ma trong hận thiên ma trận. Cô cô, cô cô Lập tức tất cả thiên ma giống như bị chọc giận, toàn thân lớn lên, trông rất ghê gớm một ít thiên ma cường đại thậm chí có dấu hiệu lột xác. Vốn đang vô hình, không có thân thể bỗng nhiên tay chân dài ra, có đầu cổ rõ ràng, có dấu hiệu đọc phá, biến thành ma vương. Quy lực của hận thiên ma trận đột nhiên tăng lên, tạo thành một cái ma bàn thật lớn, 360 ma vương, mỗi ma vương dẫn đầu một vạn thiên ma điên cùng xoay tròn, mang theo âm phong tràn ngập tiếng quỷ khóc thần gào, muốn triệt để nghiền nát phương hàng một luồng ma khí bốc lên, phóng thẳng lên trời, trong phương viên ngàn dặm trên biển, tất cả sinh linh, tôm cá, hải xà, hải quy, thậm chí các loài sứa ở sâu dưới đáy biển đều bị cuốn lên, máu tươi dung nhập vào trong ma trận. Trong sát na đó, phương viên ngàn dặm hải vực hóa thành một trường tàn sát đẫm máu. Ma trận này có uy lực thật lớn. Nguyên khí của những người này lại có thể làm cho thiên ma thuế biến, rốt cuộc đó là cái gì vậy? thập tam hoàng tử chiến thân vương rùng mình một cái, với thực lực cao thủ kim đang cảnh như hắn mà vẫn cảm thấy thân thể có chút rung động, như sắp bị cuốn vào trong ma trận. Nếu như ta bị vây khốn trong ma trận này thì sợ là chết chắc. Tứ hoàng tử dịch thân vương nắm chặt tay, mặt lộ ra vẻ âm trầm, tế xuất ra một thanh vô ảnh kiếm thủ hộ bản thân. Đột nhiên hắn hô lên, đoạt mệnh thư sinh rốt cuộc đã không duy trì được nữa hắn còn chưa kịp dứt lời thì phương hàng ở trong trận đã phát hiện ra được đây là cơ hội tốt bảy thần vương đều phun ra nguyên khí của bản thân để thúc giục hận thiên ma trận tự nhiên là không thể đào tẩu được lúc này không ra tay còn nơi khi nào nữa hắn ngưng tụ pháp lực toàn thân đột nhiên xuất ra kim đan của bản thân một lần nữa áp suất lại rồi bành trướng ra gấp trăm ngàn lần panh long long panh long long giống như bầu trời có trăm ngàn vì tinh tú đồng thời nổ mạnh hận thiên ma trận bị nổ thành những mảnh vụn. Than thể phương hàng bay lên, lắc mình một cái thì quanh thân thể hắn xuất hiện vô số lỗ đen, là đại thôn vệ thuật. Vô số thiên ma vương, thiên ma bị cắn nuốt. Cùng lúc đó dưới chân hắn xuất hiện nại Hà Kiều, sau lưng là A Tỳ Môn đã mở sẵn, A Tỳ Khí không ngừng từ bên trong bay ra. Kim đan của hắn lớn bằng một căn phòng, lơ lửng ở giữa trời, che mờ cả ánh sáng mặt trời. Kim Đan Kim Đan ẩn chứa 90 loại thần thông. Khi Phương Hàng phóng xuất pháp lực của bản thân cùng với nguyên khí tiên giới mênh mông ra, cảnh tượng giống như thần linh hàng lâm, tưởng chừng như có thể diệt sắc hết thảy tà ma, đánh bại hết tất cả tồn tại dưới trường sinh bí cảnh. Cho dù là cao thủ như Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy nhất nếu không có đạo khí hộ thân thì cũng chỉ có nước tránh né, nếu như chậm chân một chút thì có lẽ sẽ bị thương. Lần này bảy đại thần vương thần bí ám toán hắn, đúng là tạo cơ hội tốt nhất để hắn giết chết bảy người này, có thể có thêm bảy quả thần thông, cũng có thể đoạt lấy vô số pháp bảo. Lần này đi chúc thọ linh lung tiên tôn, cũng có đồ để tặng, trở thành người giàu có. Một luồng ma khí ngập trời từ trong A Tỳ Môn phóng ra. Phàm là thiên ma hay thiên ma vương gì bị nhiễm phải ma khí này đều mất đi năng lực hành động, bị đại thôn vệ thuật nuốt đi, sau đó chuyển vào trong không gian bên trong bát bộ phù đồ không gian bên trong bát bộ phù đồ có thể dung nạp được rất nhiều thiên ma. Vốn pháp bảo này sau khi luyện chế thành có thể dung nạp vô cùng vô tận sinh linh, sau đó dùng thần chung, mộ cổ để hàng phục chúng, tạo ra những tín đồ thành kính, liên tục cầu nguyện, tạo ra nguyện lực để rèn luyện bát bộ phù đồ. Ở trong thiên long bí kíp có ghi lại, khi chính thức luyện thành bát bộ phù đồ thì ở bên trong sẽ có 3.000 tiểu thế giới, mỗi tiểu thế giới có thể nuôi dưỡng 8 ức 4.000 vạn sinh linh, tất cả cùng cầu nguyện trong vạn năm, dùng nguyện lực sinh ra kết hợp với bảo tháp thì sẽ biến nó thành tiên khí. Đương nhiên, Phương Hàng không có năng lực làm loại chuyện này. Có điều hắn có thể thu lấy toàn bộ thiên ma và thiên ma vương ở đây rồi bỏ vào trong bát bộ phù đồ, làm tăng thêm uy lực của bảo tháp. Hàng phục thiên ma đối với tu sĩ bình thường là rất khó. Nhưng đối với người có hoàng tuyền thánh thủy, A tỳ môn, đại phổ độ thiền quan, mộ cổ, thần chung thì việc hàng phục, thuần hóa những thiên ma này, khiến chúng từ thô bạo chuyển thành hiền lành cũng không phải là việc khó. Trong nháy mắt, khoảng chừng trên trăm vạn thiên ma, hai trăm đầu ma vương đã bị thu vào trong bát bộ phù đồ, bảo tháp đột nhiên từ trong người phương hàng bay ra, thể tích tăng vọt, lớn lên gấp trăm ngàn lần, trở thành lớn như ngọn nút huyết long tinh trước đây. Ở trên đỉnh bảo tháp, một tôn huyết Phật hai tay chấp lại hình chữ thập, ngồi trong đài sen đỏ như máu, không ngừng ngâm sướng sáu chữ chân ngôn như trâu rống, hổ gầm, trồng ngâm khiến cho người ta như tỉnh ngộ, mà tiếng thần chung, mộ cổ vang lên kịch liệt. Những thiên ma, ma vương bị bỏ vào trong bát bộ phù đồ đã bị nhiễm phải A tỳ khí, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, căn bản không thể thi triển thiên ma giải thể đại pháp để tự bạo. Bây giờ nghe thấy thiền ngôn của Phật môn thì tâm tính liền được trột gửa, quỳ xuống bái lạy huyết Phật. Huyết Phật có bộ dáng huyết dạ vương, cũng chính là bộ dáng của Phương Hàng. Lúc này dưới thân thể nó còn trấn áp một thanh bích lục bảo kiếm, lộ ra vẻ mặt của thiếu nữ thước tha, không ngừng nghiến răng, nghiến lợi thoá mạ nhưng cũng không có tác dụng gì. Đây là bản thể của nguyên linh bích huyết nhu thủy kiếm. Huyết dạ vương chỉ cần chính thức hàng phục được thanh bảo kiếm này, cả hai hợp lại làm một thể thì phẩm chất và lực lượng đều sẽ tăng vọt, có thể trở thành trung phẩm đạo khí, còn lợi hại hơn cả nhiên đăng cổ phật tán nhưng một thanh đạo khí cấp bậc phi kiếm thì thần diệu đến mức nào tự nhiên không thể bị luyện hóa một cách đơn giản được cho dù là phương hàng tự mình ra tay cũng sợ là phải mất mấy ngàn năm hiện tại phương hàng đem thanh bảo kiếm này bỏ vào trong bát bộ phù đồ để cho huyết giả dạ vương tự mình làm lấy hiện tại huyết giả dạ vương cũng có thể coi là khí linh của bát bộ phù đồ hắn càng cường đại thì bát bộ phù đồ càng lợi hại trăm vạn thiên ma, hai trăm đầu ma vương thoáng cái đã bị hút vào trong không gian bên trong bát bộ phù đồ, bị thuần hóa thành kính quỳ lạy, trong nháy mắt hội tụ ra một cổ nguyện lực cường đại gia trì lên người huyết dạ vương. Thân thể huyết dạ vương lại biến lớn ra, hình dáng càng trở nên rõ ràng, huyết quang trên người hắn cũng dần nhiễm thêm một màu vàng kim, đằng sau đầu thoáng cái xuất hiện một vòng sáng màu vàng. Hắn thoải mái cười to sảng khoái. Mà thanh khí linh bích huyết nhu thủy kiếm lại lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Nguyện lực thật là cường đại. So với những thiên ma mà Nhiên Đăng cổ Phật tán nuôi dưỡng thì nguyện lực này lớn hơn gấp 10 lần. Sao có thể như vậy? À đúng rồi, những thiên ma này đã hấp thu máu huyết của thần tộc chuyển hóa thành nguyên khí, bù đắp vào những chỗ hổng trong huyết mạch cho nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Do đó nguyện lực của bọn họ cũng mạnh hơn sinh linh càng cường đại thì nguyện lực mà bọn chúng sinh ra càng cường đại nếu như ai có thể hàng phục được một cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời làm cho người đó thành kính quỳ lạnh thì nguyện lực sinh ra sẽ lớn đến mức nào có điều chuyện này cũng chỉ là mơ mộng mà thôi đầu sỏ muôn đời nào cũng đều là một tồn tại khổng lồ tâm trí kiên định làm sao có thể thành tâm quỳ bái người khác muốn trấn áp bọn họ khiến bọn họ trở thành những tín đồ trung thành là chuyện không tưởng. Trong một sát na, Phương Hàng đã tạo nên tình huống hoàn toàn ngoài dự đoán của bảy vị thần vương. Phốc Hắn lại phun ra một luồng nguyên khí, điểm điểm kim quang bắn ra, là đại phổ độ thiền quang mà hắn khổ tu được, toàn bộ nguyên khí bao trùm lấy bát bộ phù đồ, lập tức linh phù ngũ hành địa lập tức lóe lên, tiếng của thần chung và mộ cổ ở trong bát bộ phù đồ cũng rung động lớn lên, chấn động không gian xung quanh, lập tức, toàn bộ thiên ma chưa bị hấp thu đều ngưng lại. Lần này uy lực của đại thôn vệ thuật lại tăng lên gấp bộ, mạnh mẽ áp súc, thu lấy hết 200 vạn thiên ma, hơn 100 đầu ma vương còn lại, chuyển vào không gian bên trong bát bộ phù đồ. Cơ hồ chỉ có 3 cái hô hấp. Thời gian trong qua chỉ 3 cái hô hấp. Phương Hàng đã phá vỡ đại trận phóng xuất kim đang dùng đại thôn vệ thuật thôn vệ hết 360 vạn thiên ma, 360 thiên ma vương cường đại, thôn vệ hết toàn bộ, bỏ vào trong bát bộ phù đồ, trong nháy mắt hàng phục bọn chúng. Mà kim đan của phương hàng thì lại như thái sơn áp đỉnh, đè mạnh xuống đầu bảy đại thần vương. Từ sau khi chiến đấu với Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh, trải qua cửu tử nhất sinh, Phương Hàng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, ngộ ra được rất nhiều diệu dụng của Kim Đan hiện tại một chiêu áp bách này có một cổ khí tức to lớn phô thiên cái địa, giống như một cái dê thật lớn chụp xuống đầu bảy đại thần vương, dịch thân vương, chiến thân vương, bao phủ hết tất cả, làm cho bọn họ không thể trốn thoát được. Làm sao có thể như vậy? Đại hòa tiên sinh vừa phóng xuất ra bổn mạng thần chi huyết nguyên của mình để kích động thiên ma, tăng cường uy lực của hận thiên ma trận nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt con cá ở trong chậu lại hóa thành một nghiệt long cuồng bạo. Không sai, Phương Hàng vốn là cá trong chậu đột nhiên lại bộc phát, trở thành một nghiệt long cuồng bạo, phá tan đại trận thu lấy hết toàn bộ thiên ma, còn phản kích giết địch. Kim đang ẩn chứa 90 loại thần thông huyền phù ở trên đỉnh đầu mấy thần vương, khí tức mạnh mẽ ép xuống, trong nháy mắt làm cho bọn họ lâm vào tình huống nguy hiểm. Không tốt. Dịch thân vương là người thanh tĩnh lại nhanh nhất, hắn sớm dùng vô ảnh kiếm trận thủ hộ quanh thân mình, bây giờ thấy tình hình không ổn thì cả người hóa thành một đạo lưu quan vô hình mang theo chiến thân vương bỏ chạy. Có điều trong phạm vi kim đan của phương hàng bao phủ, ai có thể thoát được. Xích lạp Một long trảo khổng lồ chộp vào hư không, một đoàn không khí vạn vẹo ẩn chứa A tỳ khí ở trong đó bay ra, bao trùm lấy dịch thân vương, kéo hắn vào trong A tỳ môn. Đây là diêm xuất thủ. Hai hoàng tử này không thể không giam cầm lại, tránh trong lúc đánh nhau lỡ tay giết chết họ thì sẽ rất phiền toái. Đương nhiên Phương Hàng giam cầm bọn họ rồi cũng sẽ không để bọn họ rời đi dễ dàng, chờ thu thập xong bảy thần vương này rồi tính tiếp. Người này lợi hại như vậy. Đại Hòa Thần Vương, Đại Hà Thần Vương đều thất kinh, tận lực bảo vệ thân thể của mình. Thân thể của mấy thần vương phát ra những luồng bảo quang, toàn bộ đều là những pháp bảo rất cường đại nhất là Đại Hòa Thần Vương và Đại Hạ Thần Vương. Bên người hai Đại Thần Vương xuất hiện một đạo ánh sáng chói lọi như ánh mặt trời, tinh quang bắn ra bốn phía, thiểm điện khắp nơi, xoay tròn với tốc độ cao, đao mang không ngừng phun ra nuốt vào, ngàn trượng, vạn trượng không gian xung quanh đều bị đao mang cắt nát. Mà đại hòa thần vương thì tế xuất ra một lưỡi đao phát ra ánh trăng. Hình dáng như ánh trăng. Cũng có đạo khí xoay tròn, điện quang, tinh quang tung hoành khắp nơi hai ánh đao luân phiên phối hợp với nhau tạo ra uy lực khổng lồ đối chiến với phương hàng trong nháy mắt hai pháp bảo cường đại liên hợp với nhau cương ngạnh đối đầu với kim đan của phương hàng lao thẳng lên đánh vào kim đan đang xoay tròn mãnh liệt ở bên trên một kim đan hai đại pháp bảo lấy cứng đối cứng với nhau bắn ra hoa lửa kinh thiên động địa hỏa tinh thật giống như mưa lưu tinh muôn nghìn đạo tinh quang bắn ra bốn phương trông giống như thiên hỏa vũ được lắm lại là hai kiện đạo khí, hơn nữa một là mặt trời, một là mặt trăng, hình như là Nhật Nguyệt Tinh Luân trong truyền thuyết, cả hai luân phiên kết hợp, vô địch thiên hạ. Phương Hàn liếc nhìn liền nhận ra hai kiện đại khí mà Đại Hòa và Đại Hạ Thần Vương sử dụng. Hơn nữa hai kiện đạo khí này là một loại song luân hợp bích, ở trong Thiên Long bí kíp có ghi lại là Nhật Nguyệt Tinh Luân. Song luân hợp bích, thật giống như Ma Đao huyết thương khung và Bích huyết nhu thủy kiếm song tu, uy lực tăng lên rất nhiều hai kiện đạo khí nhật tinh luân, nguyệt tinh luân đều là trung phẩm đạo khí, quy lực vô biên, thần thông quảng đại. Phương Hàng thậm chí có thể thấy ở trong quan mang do chúng phát ra một nam tử toàn thân kim sắc, cao ngạo vô cùng, trông như thần linh ở trên chính tầng trời và một là nữ tử xinh đẹp như nguyệt như hoa, trong trắng nhưng lạnh lùng. Đó hiển nhiên là khí linh của hai kiện đạo khí. Quy lực của trung phẩm đạo khí có thể trấn áp được một phương, như quần tinh môn, Đường Đường là một trong 10 đại môn phái tiên đạo, nhưng mà trong các chân truyền đệ tử cũng chỉ có Tinh Diệt Tà mới có được một kiện trung phẩm đạo khí. Hơn nữa còn là chí bảo của Phật môn, hắn nhờ vào kỳ ngộ mới có được. Qua đó có thể thấy đạo khí khó luyện chế đến mức nào. Hai kiện trung phẩm đạo khí cùng xuất hiện cho thấy thần vương của thần tộc giàu có đến mức nào. Phương Hàng vốn tưởng rằng có thể thoáng cái trấn áp được bảy đại thần vương này nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm hai kiện trung phẩm đạo khí thì tình thế lại biến đổi. Cho dù là ma đao huyết thương khung và bích huyết nhu thủy kiếm song tu, liên hợp âm dương thì muốn tấn thăng thành trung phẩm đạo khí cũng phải tiêu hao không biết bao nhiêu nguyên khí, cần nhiều ít bao nhiêu cơ duyên, thiên tài địa bảo mới có thể thành công. Bàn vũ thần kiếm của Hoa Thiên Đô cũng là một kiện trung phẩm đạo khí. Quy lực có thể cắt đứt một ngọn núi, xuyên phá đại địa, ngay cả bổn mạng nguyên thần mà hắc u vương khổ tu ngàn năm cũng phải rất khó khăn mới có thể ngăn cản được nó. Mà hiện tại Nhật Nguyệt Tinh Luân là hai kiện trung phẩm đạo khí phối hợp với nhau, uy lực lớn hơn bàn vũ thần kiếm rất nhiều. Tuy vẫn không thể so sánh với thượng phẩm đạo khí như bất diện điện phù, thương hải thần châu nhưng nếu như gặp phải cao thủ kim đan cảnh bình thường thì có thể cắt nát kim đan trong nháy mắt, căn bản không sợ kim đan bạo tạc cho dù là tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn cũng không thể làm gì được chúng. Kim đan của người này có 90 loại thần thông, không tầm thường chút nào. Hắn chính là vũ hóa môn Phương Hàn. Xem ra Phương Hàn đã sớm biết thân phận và bí mật của chúng ta. Sự mất tích của Huyễn châu, huyển linh thần quân ở vũ hóa môn hẳn cũng có dính dáng đến người này. Hôm nay chúng ta đã biết được điều này thì đời này, kiếp này ngươi đừng mơ tưởng có thể sống một cách yên ổn nữa đi. Ngươi phá hư kế hoạch của tộc chúng ta thì chỉ còn một con đường là chết. Đại Hà, Đại Hòa Thần Vương vận dụng bộ hai kiện đạo khí nhật nguyệt tinh luân cương ngạnh chiến đấu chống lại sự áp bách do kim đan của Phương Hàng phát ra, đồng thời thần niệm giống như bão tố bắn thẳng lên. Hai đại thần vương với pháp lực cao cường, mạnh mẽ hơn tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn không biết bao nhiêu lần, tuy không bằng với Hoa Thiên Đô, Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh hay những người xếp trong 10 hạng đầu trên trường sinh dự khuyết bản nhưng bằng vào thực lực của bọn họ đủ để xếp vào trong 50 hạng đầu. Những nhân vật như vậy ở huyền hoàng đại thế giới, dù là nơi đâu cũng có thể coi là đầu sỏ một phương. Hơn nữa bọn họ còn rất tinh minh, nhìn thấu mọi việc, nhìn rõ được thân phận thực sự của phương hàng. Thần niệm cường đại như kiếm trận có ngàn vạn thanh kiếm đảo qua mặt biển, bao phủ cả một vùng trời, khi gặp phải phương hàng thì giống như thấy được mồi ngon, mạnh mẽ tiến thẳng vào trong ý thức hải của hắn, công kích hồn phách của hắn. Thậm chí quấy phá, làm cho pháp lực của hắn tán loạn, tạo nên từng trận đau đớn mãnh liệt ở trong đầu hắn. Hai mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa là pháp lực đình chỉ vận chuyển. Tâm linh phong bạo Phương Hàng lắp bắp kinh hải, hắn cũng đã biết qua về tuyệt học của thần tộc, tâm linh phong bạo còn quỷ bí hơn rất nhiều, so với thần thông của ma đạo, chuyển dùng để công kích hồn phách của kẻ địch, chỉ cần trúng phải cho dù là cao thủ thiên nhân cảnh thì thần kinh cũng sẽ bị rối loạn, lâm vào trạng thái điên cuồng. Phương Hàng vốn là vạn tà bất xâm nhưng một thoáng khi hắn xuất ra kim đan thì đầu óc đã mất đi vật trấn áp, giống như một tòa thành trống, bởi vì đã bị tâm linh phong bạo của thần tộc áp chế, thiếu chút nữa là lật thuyền trong mương. Hắn cũng không ngờ là mấy thần vương này lại có hai kiện trung phẩm đạo khí có thể kết hợp lại chống đỡ được kim đan của hắn. Trong nháy mắt, quan mang của Kim đang trở nên ảm đạm, thân thể của Phương Hàng cũng lay động muốn ngã. Tâm linh của hắn đã trúng phải tâm linh phong bạo của ta, tạm thời không thể vận chuyển được pháp lực. Lên, giết hắn. Đại Hòa và Đại Hạ Thần Vương thấy một màn này thì thầm mừng rỡ. Tâm linh phong bạo cũng trở nên mạnh hơn, không ngừng từ trong đầu bọn họ phát ra. Ba lý ba lạp. Khí lưu trên biển bị thần niệm cắt ngang, một lần nữa tập kích về phía phương hàng. Kim đang quy thể. Kim đang đang ở trên trời đột nhiên biến mất, một lần nữa tiến nhập vào trong cơ thể của phương hàng. Tầng phong bế do kim đang tạo thành liền sụp đổ. Không gian sụp đổ làm cho bảy đại thần vương mất thăng bằng, ngã trái ngã phải, phải cố gắng ổn định lai thân thể. Áp lực do kim đang phát ra đột nhiên mất đi, làm cho nguyên khí trong không gian trở nên hỗn loạn, phương hàng đã vận dụng kim đang đến mức xuất thần nhập hóa không hay đại hòa đại hạ thần vương đột nhiên cảm giác được hai kiện pháp bảo nhật nguyệt tinh luân chém vào khoảng không bất thế lao về phía trước thì liền biết là có chuyện không tốt vội vàng muốn thu hồi pháp bảo về thủ hộ thân thể đồng thời tập trung với các thần vương khác nhưng đã muộn cái mà phương hàng chờ đợi chính là giờ khắc này chỉ trong một phần ngàn giây thân hình hắn nhoáng lên một cái thúc giục kim đan trong người thiêu đốt toàn bộ pháp lực trong ý thức hải hóa thành lực lượng thôi động kim đan, huyển hóa ra bảy thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều bộc phát ra lực lượng một ức mã lực đánh mạnh lên người bảy đại thần vương. Lực lượng bảy ức mã lực Đây là lực lượng của cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời. Nói cách khác, tại thời khắc này, bảy đại thần vương đồng thời bị bảy đại cao thủ trường sinh bí cảnh đồng thời tập kích. Trường sinh bí cảnh Đầu sỏ muôn đời lực lượng thiên long. Đại hòa tiên sinh bộc phát ra thần niệm cường đại, trong thời khắc nguy hiểm nhất, hắn đánh ra một quyền như điện quang hỏa thạch cố gắng chống đỡ một quyền của phương hàng. Cùng lúc đó thân thể hắn cũng biến hóa, trên đầu mọc ra một cái sừng bén nhọn, thân thể cong lên, xuất hiện một lớp áo giáp che phủ toàn thân, hiện ra một màu sắc tôn quý, hoàn toàn biến hình thành chiến sĩ của thần tộc. Nhưng mặc dù bọn họ là thần vương nhưng mà công kích của Phương Hàn quá mãnh liệt, trong một phần ngàn giây bột phát ra bảy quyền, mỗi một quyền đều có lực lượng một ức mã lực, tương đương với một kích của cao thủ trường sinh bí cảnh. Loại công kích này thật sự là quá kinh khủng, cũng không thể nào tưởng tượng hết được. Bảy đại thần vương đồng thời ra quyền, cương ngạnh chống đỡ với bảy quyền ảnh của Phương Hàn. 3. 14 quyền va chạm với nhau, am thanh long trời lỡ đất, cả một mảng thiên địa trở nên u ám, nguyên khí vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, không gian gãy nứt. Bảy ảo ảnh do phương hàng hóa thành biến mất. Mà thân thể của bảy đại thần vương đồng thời vỡ vụn ra thành từng khúc giống như đồ sứ bị đánh vỡ, đại lương máu tươi văng ra bị hoàn tuyền đồ hóa thành một luồng lốc xoáy thu lấy toàn bộ, biến mất vô tung vô ảnh. Bọn họ không thể tiếp được một quyền của Phương Hàn. Đỡ một quyền đó thì thân thể liền bị đánh nát, chết ngay lập tức có điều bọn họ cũng không có bị một quyền đánh nát thành bột mịn, qua đó có thể thấy được độ cứng rắn của thân thể bọn họ. Pháp lực của ta đã tiêu hao hết. Sau khi bảy cái bóng hợp lại làm một, hiển hiện ra hình thể của Phương Hàng thì có thể thấy được sắc mặt của Phương Hàng lúc này tái nhật vô cùng, trông giống như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Thân thể hắn tự hồ đứng không vững nữa, muốn rơi xuống trên mặt biển. Năm ý thức hải ở trong đầu hắn giờ hoàn toàn trống rỗng, không còn một chút pháp lực nào toàn bộ những giọt chất lỏng thủy tinh kia đã hoàn toàn bốc hơi hết lần công kích này hắn đã dùng toàn bộ pháp lực trong cơ thể để thôi động kim đan đây là lần đầu tiên hắn triệt để tiêu hao hết toàn bộ pháp lực của bản thân có cây thế giới chống đỡ mà hắn vẫn tiêu hao hết sạch pháp lực không được ta cần phải khôi phục nguyên khí nếu không đột nhiên lai xuất hiện một cao thủ kim đan cảnh thì ta chết chắc sắc mặt phương hàng tái nhợt, hít một hơi thật sâu, lấy một ít nguyên khí tiên giới còn sót lại của cây thế giới truyền vào trong ý thức hải. Qua một hồi lâu, trong ý thức hải của hắn mới xuất hiện một tia pháp lực. Tia pháp lực này cũng không phải là chất lỏng thủy tinh mà là một làn vũ khí, còn chưa đủ để thúc giục được một môn thần thông nữa, chỉ có thể miễn cưỡng giúp thân thể lơ lửng, phi hành trên không trung. Thân thể hắn chớp động, tiến nhập vào trong hoàng tuyền đồ, cùng lúc đó bác bộ phù đồ cũng dần thu nhỏ lại theo hắn tiến nhập vào trong hoàng tuyền đồ hoàng tuyền đồ chìm xuống đáy biển biến mất vô ảnh vô tung cái này trong nháy mắt phá trận giết người quả thực có uy thế để đối mặt với phụ hoàng của ta hắn rõ ràng có thể bộc phát ra lực lượng một ức mã lực của cao thủ trường sinh bí cảnh di thân vương cũng là người hiểu biết kiến thức rộng rãi phụ hoàng của hắn chính là hoàng đế của đại huyền đế quốc là một cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời nên cũng có thể nhìn rõ được mỗi một quyền của Phương Hàng đánh chết bảy đại thần vương đều bộc phát ra lực lượng một ức mã lực, mà lực lượng vô cùng kinh khủng. Có thể nói, cho dù là cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh, vạn thọ cảnh cũng không có khả năng thoáng cái bộc phát ra bảy lần công kích có lực lượng một ức mã lực. Cao thủ trường sinh bí cảnh có pháp lực vượt qua một ức không có nghĩa là có thể đồng thời phát ra công kích mãnh liệt như vậy thật giống như cao thủ võ học bình thường, được xưng tụng là có thần lực ngàn cân nhưng mà cũng không thể liên tục xuất ra mấy quyền liên tiếp đều có lực lượng ngàn cân. Phương Hàng nếu như không có cây thế giới tùy thời hấp thu nguyên khí tiên giới bổ sung lực lượng cho hắn thì có lẽ đã lâm vào tình cảnh thoát lực rồi. Sau khi chìm sâu xuống đáy biển, Phương Hàng vận chuyển nguyên khí suốt 3 ngày 3 đêm mới hoàn toàn khôi phục lại toàn bộ pháp lực của bản thân liên tục bộc phát ra bảy quyền với lực lượng một ức mã lực làm ta thiếu chút nữa là dầu cạn đèn tắt thoát lực mà chết. Nếu như ta có thể tìm thêm thật nhiều mảnh vụn của cây thế giới thì có thể liên tục đánh ra quyền có lực lượng một ức mã lực tới 100 lần, 1.000 lần. Khi đó cho dù là hoa thiên đô cũng sẽ bị đánh chết, không cần quan tâm đến việc phải dùng loại pháp bảo nào nữa. Phương Hàng ở trong hoàng tuyền đồ mở mắt ra, cảm thụ năm ý thức hải của mình đã tràn đầy chất lỏng thủy tinh, Kim Đan trôi nổi bất định ở trong đó, không ngừng được dưỡng dục. Kim Đan đối với người tu đạo chính là lực bạo phát, mà pháp lực thì tương đương với sự bền bỉ. Pháp lực càng hùng hồn thì thời gian chiến đấu càng dài, mà Kim Đan càng mạnh thì lực bạo phát càng lớn. Phương Hàn, ngươi mau quán thâu nguyên khí của ngươi vào trong bát bộ phù đồ nuôi dưỡng 360 vạn thiên ma và 360 đầu ma vương. Hiện tại có rất nhiều thiên ma bắt đầu thuế biến thành ma vương, mỗi ngày đều cần một lượng lớn nguyên khí cung cấp bồi dưỡng. Bọn chúng sẽ tạo ra nguyên lực cường đại, không ngừng rèn luyện bác bộ phù đồ chỉ cần mấy tháng sau là ta có thể chính thức luyện hóa bích huyết nhu thủy kiếm, thuế biến trở thành trung phẩm đạo khí. Khi đó thì uy lực của bác bộ phù đồ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Huyết dạ vương đột nhiên nói. Cái gì? Còn muốn ta cung cấp nguyên khí để nuôi dưỡng? Hiện tại nguyên khí tiên giới thu được ta dùng cho tu luyện còn không đủ, giờ lại đòi cung cấp để nuôi dưỡng mấy trăm vạn thiên ma. Phương hàng cả kinh, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, thu lấy thiên ma thì tự nhiên phải nuôi dưỡng bọn chúng. Lúc trước thu lấy 20 vạn thiên ma vào trong ngũ ngục vương đỉnh, mỗi ngày đều phải tiêu hao lượng lớn đang dược nguyên khí. Hiện tại cung cấp nguyên khí để nuôi dưỡng 360 vạn thiên ma còn có 360 ma vương nữa thì số lượng đang dược, nguyên khí tiêu hao sẽ thật khổng lồ. Chân truyền đệ tử quần tinh môn tinh diệt tà cũng phải tổn hao một lượng tài phú kinh người mới đủ cung cấp nuôi dưỡng 500 vạn thiên ma. Nghèo. Nghèo rồi. Để xem qua bảy đại thần vương rồi tính. Trên người bọn họ khẳng định có lượng lớn đang dược, đồ tốt. Thân hình phương hàng lóe lên, cả người tiến vào một vùng không gian bí ẩn bên trong hoàng huyền đồ trong không gian này tràn ngập A tỳ khí, bác bộ phù đồ trấn áp ở phía trên, diêm ở trong A tỳ khí không ngừng ngâm sướng, nại Hà Kiều cũng được gọi ra, giống như cây cầu nối liền Nam Bắc, trấn áp không gian bên trong. Ở trong khu vực sâu nhất có bảy đại thần quan mạnh mẽ, không ngừng lập lòe giống như núi lửa bị nét tới cực điểm, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Bảy đại thần vương vẫn chưa có chết. Bác bộ phù đồ, nại Hà Kiều, A tỳ môn đều chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp được bọn họ. Qua đó có thể thấy được bảy đại thần vương này hung mảnh đến mức nào. Nếu như không phải Phương Hàng đã hao phí hết tất cả pháp lực, toàn lực đánh ra một kích thì có lẽ sẽ có thần vương trốn thoát được, thậm chí tế ra pháp bảo lợi hại của bản thân, chuyển bại thành thắng. Phương Hàng nhìn bảy đoàn thần quan lập lòe, trong thâm tâm rung động kinh sợ trước sinh mệnh lực cường đại của thần tộc. Bản thân hắn nếu như chưa luyện thành kim đan mà gặp phải bọn họ chỉ có con đường chết. Nhất là ở trong đó có hai thanh đao, một kiện loan đao có hình mặt trời, một kiện loan đao có hình mặt trăng, phát ra quang mang mãnh liệt, tự như muốn xuyên thấu A à tỳ khí, phá tan trói buộc của hoàng tuyền đồ thoát ra ngoài. Nếu không có bác bộ phù đồ kiệt lực trấn áp, Diêm không ngừng vận chuyển thần thông thì có lẽ hai kiện pháp bảo cường đại này đã có thể phá tan trói buộc, bay ra ngoài hoàng tuyền đồ. Hắc U Vương, Tinh Vân Bảo Bảo, các ngươi ra đây trấn áp hai kiện đạo khí này. Hai kiện đạo khí này đều là trung phẩm đạo khí, có thể thoát ra ngoài bất cứ lúc nào, nếu như trấn áp không được thì sẽ là tổn thất rất lớn. Một tiếng đáp lại vang lên, Hắc U Vương và Tinh Vân Bảo Bảo cùng nhau xuất hiện trong phiến không gian này. Hắc U Vương vừa xuất hiện, trông thấy hai kiện trung phẩm đạo khí thì vẻ mặt lộ ra vẻ kích động, kinh sợ lập tức tế xuất ra u ám nguyên thần của bản thân, bay tới trấn áp nhật tinh luân. Mà tinh vân bảo bảo vừa bảy cũng tế xuất ra nhật nguyệt ngũ tinh trạc, trợ giúp trấn áp nguyệt tinh luân. Nhưng hai đại pháp bảo bị lực áp bách cường đại bao trùng xuống thì lực lượng hiển lộ ra lại càng mạnh mẽ, không ngừng xoay tròn, đao khí tung hoành ngàn trượng cắt ra bốn phương, kiệt lực xung kích, muốn bay thoát ra ngoài. Phốt! Phương Hàng cũng không còn cách nào khác, thúc giục máu huyết toàn thân, lập tức bên trong hoàn tuyền đồ tràn ngập huyết vụ, A tỳ khí hơi dính phải một chút máu này thì liền dung hợp một cách nhanh chóng, từ đơn giản trở thành phức tạp, các loại ma thần A tỳ bắt đầu xuất hiện, khung cảnh thảm thiết của địa ngục lại hiện ra. Vì trấn áp phương hà này kiện đạo khí nên hắn không hề tiếc rẻ, tiêu hao máu huyết của bản thân. Bởi vì giá trị của bộ hai kiện đạo khí này thật là quá lớn, là pháp bảo mạnh nhất của bảy đại thần vương, uy lực khổng lồ, giá trị vô cùng. Nếu như đem ra đấu giá trên thị trường thì sợ là giá cả không dưới mấy trăm ức đang dược. Ai không muốn mua trung phẩm đạo khí? Hơn nữa còn là một bộ hai kiện trung phẩm đạo khí. Có thể nói là cho dù đầu sỏ muôn đời đứng đầu một đại môn phái cũng không có khả năng có được một bộ đôi trung phẩm đạo khí như vậy. Nhật Nguyệt Tinh Luân Phong Bạch Vũ muốn luyện chết một bộ tinh luân như thế này thì cũng phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên, Bỏ ra cả ngàn năm thu thập nguyên liệu, lại thêm ngàn năm luyện chế, cuối cùng là ngàn năm thuế biến mới có thể hoàn thành. Thậm chí còn gặp phải khó khăn vì không có đủ tài liệu để thực hiện. Cũng chỉ có thần vương trong thần tộc mới có thể xa xỉ như vậy. Thoáng cái hao phí lượng lớn máu huyết trấn áp được hai kiện trung phẩm đạo khí, Phương Hàn cũng không vội vàng đi đối phó với bảy đại thần vương mà lại vung tay lên, một đoàn a tỳ khí tán đi, để lộ ra hình thể hai người chính là thập tam hoàng tử chiến thân vương và tứ hoàng tử dịch thân vương. Ngươi là ai? Tứ hoàng tử dịch thân vương đột nhiên mở to hai mắt, tinh quang lập lòe, từ lỗ chân lông phun ra ngàn vạn đạo kiếm khí, cắt ra bốn phía, kiệt lực muốn thoát ra ngoài. Đừng mộng tưởng nữa, đây là không gian bên trong pháp bảo của ta, trừ phi ngươi là cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời thì mới có thể thoát ra ngoài được. Phương Hàng tiện tay đè xuống, liền thi triển ra đại thôn vệ thuật, lập tức cắn nuốt hết toàn bộ những đạo kiếm khí kia, sau đó dung nhập vào trong kim hoàng cương khí. Vô ảnh kiếm khí quả nhiên không tầm thường, có điều ngươi cũng chưa có tu luyện tới mức tận cùng. Sau khi thôn vệ vô ảnh kiếm khí xong, Phương Hàn cảm giác được một ít huyền diệu của kiếm khí này, nếu như hắn có thể luyện chế kiếm khí của bản thân trở thành vô ảnh vô hình thì chuyện giết người trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Quỳ xuống Thông vệ hết toàn bộ kiếm khí, phương hàng há miệng hô lớn, 34 loại thần thông ma đạo bay ra, tạo thành cửu quỷ nguyên thần ba đầu sáu tay, cầm khô lâu pháp trượng, lan nha kiếm, uy áp mạnh mẽ phủ xuống, làm cho thân thể của dịch thân vương và chiến thân vương phủ phục xuống, trông giống như con cóc vậy. Ngươi rõ ràng dám cấu kết với mấy ma đầu đế thích sơn ám toán ta. Vốn ta muốn giết chết ngươi, cướp lấy vô ảnh kiếm trận vô hình nguyên thần của ngươi nhưng mà ngươi lại là hoàng tử của đại huyền đế quốc ta tạm thời không muốn giết ngươi chỉ cần sau này ngươi thu liễm đi một chút bồi thường cho ta thì ngươi có thể rời đi bình yên ngươi rốt cuộc là ai pháp lực cường đại đến mức tiếp cận cao thủ trường sinh bí cảnh dịch thân vương điên cuồng hét lên cố gắng hết sức đứng dậy nhưng không có chút tác dụng nào nói cho ngươi biết cũng không sao ta chính là đệ tử vũ hóa môn phương hàn quả nhiên là ngươi, tu luyện thành kim đan, lại luyện hóa cửu quỷ nguyên thần, trong kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông, quả thật là tài hoa tuyệt thế, vạn năm mới có một. Chính thân vương cũng phủ phục xuống, gào thét, xem ra đây là không gian bên trong hoàng tuyền đồ, chí bảo của hoàng tuyền ma tông. Đã biết rõ là hoàng tuyền đồ thì các ngươi cũng không cần phải mộng tưởng đến chuyện ra ngoài nữa đi. Phương Hàng cũng không nói cho dịch thân vương biết chuyện về bảy đại thần vương của thần tộc mà chỉ nói là người của ma đạo. Thần tộc là chuyện trọng đại ở huyền hoàng đại thế giới, giữ bí mật chuyện này thì sau này khi kiếp nạn đổ xuống cũng là cơ hội lớn để vũ hóa môn vượt qua thái nhất môn. Mà hắn cũng không thể giết tứ hoàng tử dịch thân vương, bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với đại huyền đế quốc quả là không đáng. Nhưng mà người này là người nổi bật nhất trong các hoàng tử, tài lực hẳn là không ít, nếu như không lấy một ít thì thật là không phải đạo làm người của Phương Hàn. Không thể tưởng tượng được là người có thể ngày kiếm được núi vàng như Phương Hàn lại còn thuyết khiếu pháp bảo đang dược. Hẳn là do ngươi luyện tành kim đang ẩn chứa 90 loại thần thông, mỗi một lần thôi động đều tiêu hao lượng lớn nguyên khí pháp lực tương đương với trăm tu sĩ kim đang cảnh bình thường. Cũng khó trách sao ngươi lại khuyết thiếu đan dược. Có điều ngươi phụ trợ nhị thập tứ đệ thì căn bản không có khả năng leo lên được ngôi vị hoàng đế. Không bằng ngươi chuyển qua trợ giúp ta, ta cam đoan với ngươi rằng từ nay về sau không lo khuyết thiếu đan dược. Ngươi muốn bao nhiêu? 50 ức 100 ức Nếu như ngươi phụ trợ ta thì ta sẽ cho ngươi 100 ức đan dược. Thâm âm của tứ hoàng tử đột nhiên trở nên ngưng trọng, lại muốn lôi kéo phương hàng. Trong các hoàng tử, ta có tu vi cao nhất đã tu luyện tới tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng, luyện thành vô hình nguyên thần sắp sửa bước vào tầng thứ 10, nghịch thiên cải mệnh, có nhiều hy vọng luyện thành trường sinh bí cảnh. Ta là người có nhiều hy vọng trở thành hoàng đế nhất. Nhị thập tứ đệ tu luyện bao nhiêu năm nữa mới có thể đạt tới cảnh giới như ta. Đi theo ta ngươi sẽ có nhiều chỗ tốt. Ngươi cho ta vong tinh thủy, ta có thể bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành hoàng đế đại huyền đế quốc khi đó ngươi muốn bao nhiêu pháp bảo thì sẽ có bấy nhiêu. Bảo khố của đại huyền đế quốc chúng ta tuyệt đối lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Ngươi cho rằng ta sẽ tham lam pháp bảo của ngươi sao? Ta có hoàng tuyền đồ, cũng có thể mở ra được hoàng tuyền bảo khố. Phương Hàng cười ha ha nói, hoàng tuyền bảo khố so với kho tàng của đại huyền đế quốc của các ngươi còn phong phú hơn nhiều. Ta cũng không hề có mưu đồ gì với đại huyền đế quốc của các ngươi chẳng qua là vì hoa thiên đô duy trì phong thân vương nên ta mới muốn hỗ trợ một vị hoàng tử, chống lại hoa thiên đô mà thôi. Mắt của Phương Hàng lóe ra một tia quan mang lạnh lẽo, phù trợ ngươi hay di thân vương đối với ta cũng chẳng có gì khác biệt cả. Chuyện mở ra hoàng tuyền bảo khố không phải đơn giản như vậy. Nếu như có thể dễ dàng mở ra thì thái nhất môn sớm đã động thủ rồi. Như thế này đi, pháp bảo trên người ta đều là lễ vật dùng để mừng thọ cho linh lung tiên tôn, lần này ta sẽ bồi thường cho ngươi 50 ức đang dược để ngươi thả ta ra ngoài. Thế nào? Dịch thân vương thấy Phương Hàng thẳng thừng từ chối như vậy thì cũng không kiên trì nữa, thuận miệng nói tiếp. 50 ức đang dược cũng là một lượng tài phú lớn, đủ mua được một kiện đạo khí, thậm chí có thể mua được tiên đan như sinh sinh tạo hóa hoàng. Đưa ra đây. Ta sẽ thả các ngươi ra ngoài. Phương Hàng thu lại chút áp lực, để cho dịch thân vương đứng thẳng lên. Dịch thân vương lấy từ trên người ra 50 tinh tạp, mỗi tinh tạp đều có ghi một chữ ức. Chữ này là kết hợp giữa chữ nhân và chữ long, rất quy mảnh. 50 tinh tạp này đều không phải của lục đạo minh, cửu đỉnh hiên hay thiên đạo các mà là của đại huyền đế quốc. Tinh tạp này còn dễ sử dụng và thuận lợi hơn so với tinh tạp của ba đại thương hội nhiều lắm. Thậm chí nghe đồn là có thể dùng để trao đổi ở một số nơi trong ngoại vực tinh không. Phương Hàng vung tay lên thu lấy toàn bộ 50 tinh tạp vào trong túi, sau đó há miệng phun ra một luồng nguyên khí, không gian rung động, đem dịch thân vương và chiến thân vương đẩy ra ngoài hoàng tuyền đồ, đưa ra xa ngoài ngàn dặm. Đồng thời hoàng tuyền đồ cũng lặn xuống dưới đáy biển, tránh đi bằng đường thủy. Sau khi ra ngoài xa cả ngàn dặm hơn rồi mới tiếp tục hướng về Linh Lung Phúc Địa mà đi. Ở trong đáy biển suốt 3 ngày 3 đêm, phương hằng cũng sợ thật sự trễ ngày mừng thọ của linh lung tiên tôn tiếp theo đi xem qua mấy tên thần vương thần tộc xem sao trên người những tên này hẳn là có rất nhiều tài phú phương hằng nghe răng cười đi tới bên người các thần vương nói bảy đại thần vương đại hòa đại hạ tiên sinh các ngươi cũng không cần vẫy vùng đau khổ như vậy ta đã biết rõ thân phận của các ngươi rồi thần tộc mặc dù là chủng tộc tôn quý nhất bá đạo nhất trong thiên địa nhưng trong mắt ta các ngươi cũng chỉ là một bảo tàng mà thôi ta nếu đã không lấy thì thôi đã lấy thì phải lấy cho bằng hết các ngươi chính là bảo tàng to lớn giàu có nhất lần trước huyển linh huyển chân thần quân đã cho ta một lượng tài phú không nhỏ lần này lễ vật của các ngươi mang theo hẳn là cũng không ít a à. không nên phản kháng tránh khỏi phải chịu đau đớn nữa phương hàn ngươi ngươi giỏi lắm ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với thần tộc cao quý chúng ta như vậy. Bây giờ ngươi vẫn còn có thể lựa chọn, hoặc là đầu nhập chúng ta, làm nô bộc cho chúng ta, chờ sau này khi đại quân thần tộc hàng lâm thì sẽ cho ngươi vinh hoa, phú quý, thậm chí để ngươi thống trị huyền hoàng đại thế giới, đứng đầu một tinh cầu. Một đoàn thần quan lấp lóe, đại hòa thần vương nói ra những lời vô cùng hấp dẫn. Đây là người cường đại nhất trong các thần vương, trải qua mấy ngày điều tức đã chữa trị được một phần thương thế nguyên khí khôi phục được một nửa điều này cũng chứng minh được sinh mệnh lực cường đại của hắn đứng đầu một giới thần tộc không hổ là thần tộc là tồn tại tôn quý nhất cường đại nhất trong vũ trụ phương hằng nghe qua lời của đại hòa thần vương và đại hạ thần vương đồng ý để cho hắn đứng đầu một giới thì cười ha hả nói có điều đó cũng chỉ là lời hứa hẹn mà thôi ta không tin tưởng các ngươi hơn nữa con người ta chỉ tin vào những gì mà tự mình giành được mà thôi hiện tại bảy đại thần vương các ngươi đang bị ta bắt giữ ta chẳng những có thể chiếm được các pháp bảo cường đại như nhật nguyệt tinh luân còn có thể tìm các bảo bối khác mà các ngươi giấu trong người những thứ này có lẽ trị giá đến mấy trăm ức đang dược ta hiện tại đang rất nghèo túng nhưng có các ngươi thì có thể trong một đêm trở nên giàu có vậy mà bây giờ các ngươi lại kêu ta thả các ngươi các ngươi đang nằm mơ sao đại hòa thần vương vừa nghe thấy thì liền nổi giận nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài mà bộ mặt trở nên âm trầm nhìn phương hàn nói phương hàn ngươi có biết là thần tộc chúng ta vì chuẩn bị cho lần tiến công huyền hoàng đại thế giới này mà chuẩn bị đại quân bao nhiêu người không ngươi khẳng định không biết là đại quân này đông tới tám trăm ức là tám trăm ức đó ngươi hiểu không ngươi tưởng rằng có thể ngăn cản được chúng ta sao nếu không phải thần tộc chúng ta phải từ một nơi sâu trong ngoại vực tinh không truyền tống đến đây, phải tiêu hao lượng pháp lực khổng lồ thì Huyền Hoàng Đại Thế Giới sớm đã bị chúng ta chiếm lĩnh rồi. Sau khi chiếm lĩnh Huyền Hoàng Đại Thế Giới, chúng ta có thể dùng nơi đây làm bàn đạp tiến vào Tiên Giới. Tiên Giới đó, ngươi biết không? Là nơi giàu có đến mức nào, phồn hoa như thế nào. Ngươi muốn pháp bảo gì cũng có thể tùy tiện lấy được, bên trong có vô cùng vô tận tài bảo. Đạo khí là cái gì? Chỉ cần đi vào tiên giới thì có thể tìm được tiên khí, hơn nữa ở tiên giới có vĩnh sinh môn. Nghe đồng chiếm được cánh cửa nữa thì có thể trở thành thiên địa bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, bản thân trở thành bất diệt, Nhật Nguyệt có diệt vong thì bản thân vẫn bất diệt. Tiến vào tiên giới. Nói dễ vậy sao, nhất định phải tu luyện tới trường sinh bí cảnh, lĩnh ngộ quy tắc của thiên địa như không gian, thời gian, sinh tử luân hồi, sau đó dùng tới vô cùng vô tận pháp lực phá mở cánh cửa tiên giới thì mới có thể phi thăng. Chẳng lẽ các ngươi muốn toàn bộ thần tộc đồng thời tiến vào tiên giới? Phương Hàng đột nhiên cảm thấy dường như có thể hỏi được điều gì đó từ trên người mấy thần vương này. Ngươi biết cái gì? Tiến vào tiên giới cũng không phải chỉ có một con đường là phi thăng. Hơn nữa huyền hoàng đại thế giới là nơi gàng với tiên giới nhất. Cho dù là phi thăng thì ở nơi khác trong ngọc tinh không phi thăng, so với phi thăng ở huyền hoàng đại thế giới thì khó khăn hơn nhiều. Đại hạ thần vương tiếp lời nói, trong thiên địa vũ trụ có vô cùng vô tận thời không, vô cùng vô tận tinh tú, trăm ngàn vạn ức thế giới, nhưng mà huyền hoàng đại thế giới là đặc biệt nhất, bởi vì nó là nơi gần với tiên giới nhất. Hơn nữa thời thượng cổ từng có cây thế giới xuyên thẳng từ đây đến tiên giới, câu thông giữa huyền hoàng đại thế giới với tiên giới, lớp ngăn cách giữa hai tầng thế giới là rất mỏng manh. Nếu có lực lượng cường đại thì có thể xé rách tấm chắn này, dẫn theo rất nhiều người tiến vào tiên giới. Tu luyện ở tiên giới sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhanh đến mức ngươi không thể tưởng tượng đâu. Ở tiên giới muốn tu luyện thành trường sinh bí cảnh là chuyện vô cùng đơn giản. So với việc tu luyện thành thần thông bí cảnh ở huyền hoàng đại thế giới còn dễ dàng hơn nhiều. Ngươi biết không? Đúng rồi. Ngươi biết Hoàng Tuyền Đại Đế vì sao mà chết không? Hắn cũng là bởi vì phi thăng không phải đi một mình mà là mang theo rất nhiều người bên cạnh, cùng tiến vào tiên giới vi phạm quy tắc của tiên giới nên mới bị công kích. Quy tắc của tiên giới là phải tu luyện tới tầng thứ 10 trường sinh bí cảnh tiếp nhận hư không thần lôi xong mới có tư cách tiến vào tiên giới. Muốn mang phàm nhân đi theo sẽ bị trừng phạt. Những chuyện này ngươi biết không? Ngươi chắc chắn không biết mà chỉ có sau khi thần tộc chúng ta chiếm lĩnh được huyền hoàng đại thế giới, thì mới có thể giúp cho ngươi tiến vào tiên giới, theo đuổi con đường vĩnh sinh. Thần tộc chúng ta cũng mong muốn được vĩnh sinh. Cái gì? Vẫn còn nhiều bí mật như vậy. Phương Hàng vừa nghe được thì trong thâm tâm như nổi lên một trận chấn động long trời lở đất. Nói thật thì tiên giới quả thật rất hấp dẫn hắn, bởi vì hắn có cây thế giới, có thể cảm ứng được tiên giới, mối tương liên giữa hắn và tiên giới lớn hơn so với các tu sĩ bình thường nhiều lắm. Hơn nữa hoàng tuyền đại đế bởi vì mang người khác tiến nhập tiên giới mà nờ dê tới quy củ của tiên giới nên mới bị tiên nhân giết chết. Bí mật này cũng chưa từng nghe Diêm nói qua. Huyền hoàng đại thế giới là nơi gần với tiên giới nhất. Ở huyền hoàng đại thế giới phi thăng dễ dàng hơn so với bất kỳ thế giới nào khác trong ngoại vực tinh không? Hắn trước giờ chưa bao giờ nghe nhắc tới chuyện này những bí mật này có thể nói ra những kiến thức rất quan trọng những điều này tuy có thể làm ta động lòng nhưng thật sự là quá xa xôi một vạn năm là quá lâu ta hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm sao có thể luyện tới trường sinh bí cảnh trở thành đầu sỏ muôn đời phương hàn thầm tính toán trong lòng nhưng miệng lại nở ra nụ cười lạnh hừ không có gì hay ngươi cho rằng ngươi có thể giết được chúng ta sao chúng ta là thần tộc, không phải là tu sĩ bình thường, là chủng tộc cao quý nhất, mạnh mẽ nhất, là chủng tộc thống trị cả vũ trụ này. Đại hạ thần vương bỗng nhiên cười vang, tuy rằng ngươi có A tỳ khí rất lợi hại, nhưng cũng không có cách nào thương hại chúng ta. Ngươi cho rằng có thể dễ dàng giết chết chúng ta như huyển linh, huyển chân thần quân, nói diệt là diệt sao? Chúng ta là thần vương, thần vương đã luyện thành chân thần chủng tử, ký thác vào hư không, có thể rút ra thần lực từ hư thần giới, cho dù ngươi có hóa chúng ta thành tro bụi cũng không có khả năng tiêu diệt được chúng ta. Mặc dù chúng ta vẫn còn kém hơn cao thủ trường sinh bí cảnh có được bất tử chi thân, nhưng mà đã gần giạt tối cực hạn rồi. Đây chính là năng lực đặc biệt của thần tộc chúng ta. Trong lúc nói chuyện quả nhiên quanh người mấy vị thần vương tuy bị A à tỳ khí bao trùm nhưng chung quanh thân thể vẫn lập lòe thần quang, căn bản không sợ bị luyện hóa. Bọn họ không thể thoát ra khỏi hoàng tuyền đồ nhưng cũng không sợ bị tổn thương đến thân thể. Chân thần chủng tử Phương Hằng chú ý xem xét quả nhiên nhìn ra được một ít mánh khóe ở trong cơ thể của bảy đại thần vương này có một hạt giống. Một khi cơ thể bọn họ bị tổn thương thì hạt giống đó sẽ xoay tròn không ngừng, hấp thu lấy một loại lực lượng kỳ quái trong hư không ra chữa trị thân thể của họ. Hoàng tuyền đồ cũng không thể ngăn cản được cổ lực lượng này thẩm thấu vào trong hiện tại bảy thần vương cũng giống như Phương Hàng khi trước ở Thái Nguyên Tiên Phủ. Phương Hàng lúc trước dùng cây thế giới hấp thu nguyên khí tiên giới, mà hiện tại bảy thần vương dùng chân thần chủng tử hấp thu lấy lực lượng từ hư thần giới, cho nên không cách nào giết chết được bọn họ. Hiển nhiên, hư thần giới chính là chỗ ở của thần tộc, tuy không bằng nguyên điểm chí cao như tiên giới nhưng cũng là một thời không hiếm thấy có chân thần chủng tử thì bất kể là phương hàng có làm gì tổn thương tới các thần vương này thì bọn họ vẫn có thể khôi phục lại như thường ít nhất là với cách hiện tại phương hàng không cách nào giết chết được mấy thần vương này xem ra chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ môn đời mới có thể giết chết được bọn họ cao thủ thần vương đều có năng lực biến thái cường đại như vậy nếu như là thần hoàng thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào thần tộc quả thật là một chủng tộc được rất nhiều ưu ái hay thần vương lại có loại thần thông này cao thủ cấp bậc thần quân có thể ngưng kết ra quả thần thông ta rất muốn nhìn xem thử cao thủ cấp bậc thần vương sẽ ngưng tụ ra quả thần thông cường đại đến mức nào các ngươi cho rằng tu luyện tới thần vương ngưng tụ ra chân thần chủng tử thì ta không làm gì được các ngươi sao các ngươi đã quá coi thường phương hàng ta rồi phương hàng đột nhiên hạ thấp người xuống từ trong mi tâm bắn ra một luồng lục quang, hóa thành một cây non ở ngay trong hoàng tuyền đồ. Cây non này có phiến lá xum xuê, rễ cây đâm vào trong hư không, không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới cung cấp cho bản thân, không để cho bản thân bị héo rũ. Đây là cây thế giới, khắc tinh của thần tộc. Nghe đồng thời thượng cổ, cho dù là thần vương khi đến gần cây cây thế giới cũng sẽ bị thôn vệ, nhưng kết thành trường sinh quả. Đương nhiên lúc đó cây thế giới to như nhật nguyệt, so với cây non của Phương Hàng bây giờ thì to lớn gấp hàng tỷ lần, uy lực không có gì có thể so sánh được. Nhưng hiện tại cho dù là một cây non nhưng cũng đủ để giúp Phương Hàng đối phó với bảy đại thần vương, đủ để khắc chế bọn họ rồi. Cây thế giới Đây là cây thế giới Không phải, chỉ là một cây non thôi. Nhưng không phải là cây thế giới đã bị đại năng của thần tộc húng ta chém đổ rồi sao, làm sao có thể sống lại hơn nửa trụ cột của nó đã bị thần tộc chúng ta mang về nhà dùng làm cây hư thần giới rồi thấy được gốc cây nhỏ này vô luận là đại hòa đại hạ hay năm thần vương khác đều đồng thanh gào lên điên cuồng la hét mặt hiện ra vẻ hoảng sợ vô cùng các ngươi chết đi phương Hàng cũng không thèm nhiều lời với bọn họ đã moi ra được bí mật mà mình muốn rồi thì có hỏi tiếp cũng vô dụng lại để đêm dài lắm mộng hắn hạ thấp người xuống thôi động kim đan mạnh mẽ áp chế những thần vương cuồng bạo này, làm cho bọn họ không thể động đậy được, sau đó hắn giơ một ngón tay lên, bộ rễ của cây thế giới theo đó chia làm bảy luồng, cắm vào thân thể của bảy đại thần vương. Các ngươi có thể không biết, đại năng của thần tộc đã chém đổ cây thế giới nhưng cũng còn sót lại một ít mảnh vụn của cây thế giới, có được những mảnh vụn ấy thì cây thế giới có thể tái sinh một lần nữa. Cho nên một trong các vị hoàng thời thái cổ mới sáng chế ra thanh đế một hoàng công chỉ cần người tu luyện này tìm kiếm đủ những mảnh vụn của cây thế giới thì có thể dùng thần thông này luyện chế, hồi sinh lại cây thế giới. Phần trụ cột của cây thế giới bị các ngươi mang về hư thần giới sao? Xem ra ta phải đến đó lấy về rồi. Sau khi chiếm được nó thì ta có thể tiêu giao thoải mái tung hoành thiên hạ, trở thành vo địch. Rễ cây đâm vào thân thể của bảy đại thần vương, theo máu đổ ra thì cả người bọn họ trông giống như heo bị cắt tiết, co rúng lại. Phương hàn Ngươi đối nghịch với thần tộc chúng ta thì tuyệt không có kết cục tốt lành gì đâu. Thần tộc chúng ta muốn thành lập thần giới, vượt qua cả tiên giới. Đây là hùng tâm vô cùng to lớn, ngươi không có khả năng ngăn cản chúng ta. Kết quả của ngươi chỉ có duy nhất một mà thôi. Đó là chết. Ngươi biết không? Thân thể của đại hòa thần vương trở nên gầy còm, chỉ còn lại da bọc xương, hắn kiệt lực giải dụa nhưng không thể làm nên được chuyện gì. Kim đan của Phương Hàng gắt gao đè ép xuống làm cho hắn không cách nào nhúc nhích được. Cái gì? Thành lập một thế giới còn hơn cả tiên giới, thần giới. Thần tộc thật là lợi hại. Phương Hàng nghe thấy hùng tâm tráng trí của bọn họ thì nội tâm thầm chấn động, run rẩy không thôi. Thần tộc thật sự quá kinh khủng. Tất cả tu sĩ đều tu luyện từng bước một, thành thần thông, tu luyện trường sinh, sau đó vũ hóa phi thăng thành tiên tiên giới chính là mục tiêu cuối cùng của người tu đạo mà thần tộc lại muốn làm ra một thế giới siêu việt cả tiên giới thần giới quả thực quá điên cuồng